của hành trình kiến tạo tương lai của chúng tôi. Và hôm nay đã là buổi thứ bảy trong hành trình này, và chắc chắn là theo chân hành trình của chúng tôi, quý cô chú anh chị sẽ tìm ra cho mình một cái bí quyết, một cái mạch, một cái dòng chảy của tiền, để mà trong 3 đến 5 năm nữa chúng ta sẽ chấm dứt cái việc đi kiếm tiền, mà chúng ta sẽ được nghỉ hưu vĩnh viễn trong cái sự giàu có. Vậy thì bởi những cái buổi đầu chúng ta đã chia sẻ những cái kiến thức gì, thì xin mời một số các anh chị chúng ta có thể ôn lại một chút để chúng ta Để cho liền mạch cái logic của chúng ta. Dạ vâng. Đầu tiên thì đó là mời em, mời anh Huy ạ. tiêu. Em xin phép được cướp mic của anh Huy được không ạ? Ok, mời đoàn Zoom. Dạ vâng, xin chào toàn thể tất cả quý cô chú anh chị đang xem live, và xin chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem live buổi chiều ngày hôm nay có thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Vì hôm nay đã là ngày cuối tuần, chúng ta sẽ có những ngày thật ấm áp bên gia đình, đúng không ạ? Và chúng ta cũng không quên đấy là đi qua buổi livestream của tất cả các em, thì và chúng em thì em nói Mạng em có thấy đơn mọi người dung đứng chập im hết chờn nhỉ. quá. Mạng có đơn dung chập chờn quá, mời Hồng Sinh nào.
À, cái mic mà đang phát ấy, cũng không có vấn đề, và cái mic ở trên điện thoại cũng không có vấn đề. Đấy, thế cái vấn đề ở đâu? Vấn đề là Huy dùng phát trên điện thoại thì không phát trực tiếp lên trang cá nhân của mình, nên là Huy chia sẻ lên Facebook của Huy để cùng với anh chị em với cái mạch kiến thức là cho đi là còn mãi, giữ lại còn là còn nguyên. Đấy, vẫn là cái chủ đề đấy. Đấy. Thế thì qua những cái câu chuyện, qua 6 cái buổi livestream thì thực ra con người ta đúng là cần phải có một cái sự lựa chọn, cái nào là quan trọng, cái nào là đứng lên hàng đầu thì mình phải cho lên trên, còn nếu bỏ cái nhỏ nhặt nhất như hạt cát hoặc nước vào trong cái lọ thì chúng ta lại không để được những thứ quan trọng vào đó. Cái thứ hai nữa thì chúng ta cũng hiểu, thực ra thì có ai được hiểu thế nào là dòng tiền đâu, đúng không? F1, F2, F3 là cái gì? Tóm lại là cái nguồn thu nhập thụ động mà chúng ta cần phải tạo ra trong cái khi mà chúng ta còn đi làm, bởi vì là khi chúng ta già rồi thì không còn làm được nữa. Như Huy vẫn nói là như là 62 tuổi tranh vắt hết nước ấy, hết vỏ ấy, thế là thì người ta vứt đi thôi. Nói thật đây, nói thật đây như thế. Thế thì vậy là ta phải tạo cho mình một cái nguồn thu nhập thụ động bằng cái dòng tiền F3. Mà dòng tiền F3 thì nó có nhiều cái hình thức, như trong đó chủ yếu là về bất động sản, nhà cho thuê ấy. Đó thì là nó giá trị nó rất là thấp. Thế còn với cái cổ phần doanh nghiệp thì các anh chị đã nghe những cái video trước rồi, những cái buổi live stream trước ấy, thì thực ra là đấy, với 130 38 triệu không nhỉ? Đấy thì là một cái dòng tiền đến từ 2011 đối với cổ phần đầu tư cổ phiếu của Vinamilk, đến 2019 là thu về là hơn 260 triệu một năm. Chưa nói là cái gốc của mình nó vẫn còn đấy, cái số cái cổ phiếu nó sẽ tăng lên vì người ta chia, người ta phân tách. Đấy, thế là tài sản, cái dòng tiền F2 nó đã tăng lên. Còn đấy là gọi là lãi vốn. Thế còn lại còn cái lãi nữa, đó là cái dòng tiền. Dòng tiền đó là dòng đến ba, cứ như vậy, như con gà, ví như con gà đẻ trứng vàng đó. Hoặc là đầu tư như là với Oppo, đúng không, 1,5 tỷ, mà sau đến lúc IPO và đến thời điểm hiện tại thì nó rất rất nhiều tiền. Nên là phải nói là nếu như mà chúng ta không có kiến thức, không học, không tìm hiểu á, thì chúng không hiểu được, không hiểu được. Nhưng qua những buổi đó đã diễn giải cho chúng ta, và Huy thì nghĩ nôm na đơn giản thế này, ai cũng hiểu được, đó là đi làm kiếm tiền là đó là ta cộng vào. Đó. Đấy, ví dụ sáng đi cả làm một tháng được 10 triệu, không làm thêm cộng thêm ở làm lọ làm kia, chăn nuôi gà vịt cộng nó vào. Nhưng không ai không thể dùng phép đầu tiên được, đó là phép trừ. Trừ cái gì? Phải ăn, phải uống, phải mặc, phải chi phí đám ma đám hiếu, vân vân, tất cả loại chi phí là trừ nó đi. Thế thì ta trừ đi ấy, đừng trừ hết 100%, mà thông thường là hay bị trừ âm. Nói thật, công chức bọn Huy hay bị trừ âm lắm. Lương 15 triệu thì tháng chi phí Huy loanh quanh hết hơn như thế là bị âm. Vậy ta phải nhắc lại, gọi là nhắc nhị lại thôi, thì những cái khoản mà tự do tài cái những cái quỹ nọ quỹ kia, xó lọ tài chính thôi thì không phân tích nữa. Nhưng ít nhất ta phải nhắc lại một tí đấy, ít là 10%, để gọi là ta dùng phép nhân. Và phép nhân ở đây cho người ta nói rằng nó như là cái đòn bẩy tài chính. Và nhân thế nào ấy mà mình có 100 phần mà mình ăn hết 90 phần, thế mà mình để lại cái 10 phần đó tiết kiệm để nhân ấy, thì đương nhiên phép nhân thì nó sẽ kết quả nó sẽ ra lớn hơn tất cả những phép còn lại rồi. Đấy, thế nhân làm sao từ bé thành to, thì buổi hôm trước hôm qua ấy, buổi 6 thì cũng đã nói rồi. Đấy, đầu tư vào cổ phần của Google hoặc Facebook hoặc là Zoom các thứ. Đấy, thế phải nhân nó lên. Đấy, nhân nó lên. Thế bây giờ chắc chắn là chúng ta phải biết cách nhân. Thế nhân vào đâu cho nó đúng và trúng? Đấy, nhân vào đâu cho nó đúng và trúng? Thì đấy là một cái câu chuyện. Thì cái câu chuyện này làm sao để tôi biết? Bây giờ Facebook thì nó cũng qua rồi, TikTok qua rồi, hoặc là Zoom các thứ qua rồi. Vậy ở đây nó là cái video Huy chia sẻ cái phần livestream này trên trên trang của Huy ấy, Huy đặt là tầm nhìn. Đó. Thế nào là tầm nhìn? Mình nhìn bằng cái gì? Huy kể một câu chuyện về tầm nhìn trước khi chúng ta Huy chuyển mic cho lãnh đạo ở đây. Có một câu chuyện, đó là một vận động viên của người Mỹ. Họ là con gái, họ hàng ngày họ bơi rất là giỏi, bơi từ bờ bên này đến cái mục đích là hòn đảo bên kia. Hàng ngày họ bơi thành thục, đó là 5 km, bơi rất tốt. Thế và đến hôm đi thi ấy, cái hôm mà vào thi đấu chính thức, cuộc đua chính thức, thì cô ta bơi mọi hôm là cô ta đều chiến thắng. Nhưng cái hôm đó thì cô bơi thế nào bơi mà mệt mỏi, cuối cùng là phải nhờ cứu hộ, không lên nổi đến bờ bên kia. Thế thì hỏi tại sao như vậy?
thì vận động huấn luyện viên bảo tại sao cô đã luyện tốt như thế mà đến hôm nay cô lại không đến được đích, mà không thắng được ai mà cô lại phải như vậy. Bởi vì đơn giản một lý do là hôm đó là cái trời nó bị sương mù, cô không nhìn thấy cái bờ bên kia nó như nào cả. Đấy, thế là cô cứ bơi vừa ngóng ngóng móng cái bờ nó như thế nào. Thế nên là cô rất là không tập trung. Đó, và tầm nhìn không thấy cái đích đến. Đó, nên là cuối cùng là cô bị thua cuộc. Vậy cái tầm nhìn đấy rất là quan trọng. Thì chúng ta có hai cách để nhìn. Với cái mắt thịt của chúng ta ấy, thì ta có thể tầm nhìn xa khoảng 3 đến 5 km, ví dụ như vậy. Hoặc là nhìn về kích thước ta có thể nhỏ như lỗ kim, còn mắt mờ mờ như bây giờ soi kim, đâu sâu kim thì phải soi cái điện thật sáng. Đấy, còn thứ hai là với người giàu thì người ta nhìn bằng cái sức tưởng tượng. Đấy, bằng cái sức tưởng tượng hoặc bằng những cái lập luận của họ. Đấy, vậy tầm nhìn và sứ mệnh là cái gì? Làm thế nào? Mình cứ nói mãi là nhân, bên làm thế nào để nhân được? Tôi có tiền rồi đấy, tôi nhân vào làm thế nào? Tôi có cái cơ sở nào? Tôi căn cứ vào đâu? Tôi đặt cược vào đâu để tôi có thể dùng cái số tiền đấy để tôi nhân? Đấy là một cái câu chuyện. Thì đấy là cái chia sẻ của mình trong buổi đầu, trong buổi phát live stream ngày hôm nay. Xin chúc tất cả các anh chị, cô chú anh chị, bạn bè trên các kênh của tất cả cả nhà mình, mọi người, đó là ai đó mà bây giờ chưa đi thể dục thể thao, không nghỉ mà ngồi xem live stream này, thì chúc cho tất cả các anh chị là mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc, và đi cùng hành trình này cho đến cuối con đường. Như bài hát là nắm lấy tay anh ấy. Và xin cảm ơn, xin nhường mic lại cho nhà mình ạ. Cảm ơn ạ. À, cứ nắm lấy tay anh Huy là kiểu gì là cũng sẽ đi đến dính tiền đấy. À, chúng ta cần phải nắm chặt tay anh Huy đấy, kiểu gì là cũng sẽ có tìm cho mình một cái con đường tự do tài chính và tự do thời gian. Cái con đường này tìm ra nó không hề dễ, bởi vì anh Huy phải trả giá bằng bao nhiêu cái bài học, bằng bao nhiêu cái bài học trong cái cuộc đời, trong cái hành trình của mình để mà có thể tìm thấy cái con đường này. Thì mục tiêu của cái chuỗi livestream này của chúng ta nó là gì ạ? Đó là giúp cho quý cô chú anh chị tìm ra làm thế nào đó để hiểu được cái con đường đi của giới tỷ phú, giới triệu phú, giới siêu giàu. Chúng ta đi con đường của người bình thường thì chúng ta cũng chỉ có cái kết quả của người bình thường. Nhưng mà chúng ta đi cái con đường của người giàu thì chúng ta sẽ đến cái kết quả của những người giàu có người ta đến. Bởi vì cái con đường này là chúng ta cần phải phải có cái kiến thức thì chúng ta mới hiểu được cái con đường này là nó đi như thế nào. Và thì trong để chúng ta hiểu được con đường này thì đầu tiên là chúng ta cần phải vạch ra cho mình nó gì ạ? Đó là trong khi mà mình đang làm cái công việc hiện tại thì mình cần phải có một cái kế hoạch tài chính cho cái tương lai của mình. Chúng ta phải phải có một cái kế hoạch để trong 3 năm, 5 năm là mình kết thúc cái việc đi kiếm tiền, là mình phải tìm ra cái mạch tiền, mình phải đào ra một cái giếng tiền để không cần phải đi làm nữa, tiền nó vẫn chảy về cho chúng ta thoải mái, chi trả cho cái cách sống mà chúng ta mong muốn. Vậy thì làm thế nào để đào được cái giếng tiền đó? Và cái thứ hai nữa đó là chúng ta cần phải quản lý tốt cái thời gian thì mới đào được cái giếng tiền đó. Nếu như không quản lý tốt thời gian thì chúng ta rất là khó để có thể đào được cái dính tiền, bởi vì có rất là nhiều những công việc chúng ta phải xác định được là cái việc gì là cái việc mà nó quyết định đến cái tương lai của mình, còn cái việc mà nó không hề quyết định đến tương lai của mình cần phải bỏ và mình ưu tiên cho những cái công việc nó phục vụ cho cái kết quả tương lai của mình bên cạnh cái công việc hiện tại. Và để mà có cái dòng tiền thụ động thì chúng ta cần phải hiểu được thế nào là dòng tiền F1, F2, F3. Dòng tiền F1 ở đây đó là gì? Đó là bản thân của chúng ta trực tiếp chúng ta lao động chúng ta làm ra từ cái việc mà chúng ta đi làm thuê hoặc kinh doanh, và sau khi chúng ta có cái thu nhập như thế rồi thì chúng ta cần phải biết tiết kiệm cái tiền đó và gom vào để mua tài sản. Tài sản là cái thứ mà càng đẻ ra, càng đẻ lâu càng đẻ ra tiền đấy. Chúng ta phải mua đúng tài sản, mà sau khi mà chúng ta mua được tài sản rồi và trên cái cơ sở đó chúng ta phải chọn đúng cái tài sản nó đẻ ra cái dòng tiền. À, ví dụ như bất động sản chẳng hạn, bất động sản cho thuê hoặc là cổ phần doanh nghiệp thì nó mới đẻ ra một cái dòng tiền, và khi mà chúng ta có cái dòng tiền F3 đó thì chúng ta mới có thể là chạm được cái ngưỡng tự do tài chính và tự do thời gian. Nếu như chúng ta chỉ dừng ở dòng tiền F1, dừng ở dòng tiền F2, nếu có thể là chúng ta vẫn có nhiều tiền nhưng mà đâu đó hàng ngày chúng ta vẫn không có tiền để chúng ta tiêu và chúng ta vẫn phải đi làm, cho nên chúng ta cần phải chạm ngưỡng cái dòng tiền F3. Dòng tiền F3 chính là dòng tiền là bí mật tinh hoa của giới siêu giàu, đó là cái bí quyết mà tại sao họ không đi làm họ cũng có tiền. Vậy thì để mà có được cái dòng tiền F3 thì chúng ta cần phải quản lý tốt cái tài chính của mình. 55% cho vào tài khoản là cái chi phí cơ bản, 10% là tiết kiệm dài hạn. Chúng ta cần phải có một cái khoản tiền để chúng ta dự phòng cho bản thân của mình. Và 10% đó là cái quỹ tự do tài chính. Đấy, 10% là phát triển bản thân. Bởi vì nếu như chúng ta không phát triển bản thân thì chúng ta cũng không biết được rằng là người giàu người ta làm gì, người ta nghĩ gì.
và bản thân của chúng ta sẽ bị giới hạn bởi những cái mà chúng ta đã biết đó. Và 5% bằng cái quỹ, 5% đó vào cái quỹ từ thiện, cho nên 10% là chúng ta buộc phải dịch chuyển để chúng ta đem đi đầu tư. Đầu tư vào đâu? Đó là đầu tư thì có rất là nhiều những kênh đầu tư, nhưng mà chúng ta phải lựa chọn rằng là đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Còn lần trước thì chúng tôi đã cho quý cô chú anh chị biết được rằng là những cái thương vụ đầu tư trước IPO nó là 1%, bí mật 1% mà giới tỷ phú người ta rất là không tiết lộ. Những cái thương vụ mà đầu tư từ cái số tiền rất là nhỏ, từ 1,5 tỷ thôi mà ra đến hàng nghìn tỷ, hàng năm nghìn tỷ, ví dụ như lựa chọn Apple. Vậy làm thế nào đó để chúng ta lựa chọn được một cái công ty mà nó có cái yếu tố tốt như Apple ở giai đoạn sớm thì chúng ta đầu tư vào, thì đương nhiên là chúng ta có thể có cơ hội để chạm tay vào cái ngưỡng hàng nghìn tỷ ở trong cuộc đời của chúng ta. Đỗ sư không nói là sớm bởi vì cái thời này nó, cái thời gian nó không thể nào nhanh được, mà nó là trong cuộc đời của chúng ta. Nếu như chúng ta không tìm được con đường đó, có thể cả cuộc đời của chúng ta để kiếm một vài tỷ cũng khó. Nhưng mà nếu như chúng ta tìm được một cái con đường, một cái cơ hội mà sẵn sàng là cả cuộc đời của chúng ta có nghìn tỷ, thì chúng ta buộc phải tìm đấy, tìm ra cái con đường đấy. Vậy thì đầu tư vào đâu, vào cái bí quyết như thế nào, thì hôm nay thì ở Đỗ Xuyên và quý cô chú anh chị ở đây sẽ tiết lộ cho quý cô chú anh chị biết được rằng là cái cách nào để chúng ta tìm ra được cái công ty, cái doanh nghiệp như vậy. Thì trước khi vào cái phần trao đổi chính thì Đỗ Xuyên xin mời quý cô chú anh chị xem một cái đoạn video sau đây. Xin kính chào quý vị khán giả. Sếp Ở nhà có nghe thấy âm thanh không? Nghe được chị ơi. Okay. có hàng chục startup công nghệ theo chân. Xin kính chào quý vị khán giả. Sẽ có hàng chục startup công nghệ theo chân Lyft lên sàn trong thời gian tới. Gần nhất là Uber, Pinterest và Airbnb. Nhiều công ty trong số này được ví như những chú kỳ lân IPO với giá trị thị trường hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Jeff Grabo, quản lý vốn đầu tư mạo hiểm tại Ernst & Young, thì ví là đợt IPO 2019 như một cuộc đổ xô đi tìm vàng. Ông này nhấn mạnh là các doanh nhân và các nhà đầu tư thông thái đang muốn chắc chắn rằng doanh nghiệp của họ có đủ tiềm lực để đạt tới những mục tiêu vàng. Bởi nếu họ không kịp tiếp cận nguồn vốn ngoài thị trường, thì sẽ không kịp để phát triển, cạnh tranh trong tương lai. Cùng chung lý giải về cuộc chạy đua này, Nhật báo Forward thì bổ sung là các công ty còn lo là sang năm kinh tế có thể sẽ yếu hơn, trầu chậm có thể sẽ phải uống nước đục. Kinh tế kém đi, một loạt các mã cổ phiếu lại mới lên sàn, có thể sẽ làm bão hòa nhu cầu của thị trường. Vì thế càng lên sớm được ngày nào, tránh được rủi ro mất giá ngày đó. Vội vàng hút vốn nhanh là vậy, nhưng trên thực tế thì nhiều startup công nghệ lại liên tục báo lỗ sâu trong những năm gần đây. Làm ăn thua lỗ khiến họ đứng trước nguy cơ là khi lên sàn, cổ phiếu có thể sẽ bị ế ẩm. Nhưng thực tế lại không hẳn vậy. Nhiều nhà đầu tư có khi lại quan tâm tới các công ty như vậy hơn. Chuyên trang công nghệ TechCrunch thì lý giải là nếu như đầu tư sớm thì nên đặt cược vào tầm nhìn của người sáng lập. Và nếu như công ty đang thua lỗ thì đặt cược vào giá trị thị trường tiềm năng. Giống như quỹ đầu tiên đứng ra chi tiền cho Lyft khi nó vẫn là một ý tưởng đi chung xe kỳ quặc. Giờ thì họ có thể tự hào khi Lyft hướng tới đạt 100 triệu đô la từ cổ phiếu. Hay các cổ đông của Amazon giờ thì đang nhận phần thưởng cho sự mạo hiểm của họ khi đã chấp nhận đầu tư vào công ty thua lỗ triền miên thời những năm 1990. Tất nhiên là lợi nhuận thì bao giờ cũng đi kèm với rủi ro cao. Thế nhưng nếu nhà đầu tư chấp nhận được mạo hiểm thì IPO được cho vẫn là thời điểm muộn để đầu tư. Tờ The Street cho rằng là đừng đợi tới IPO mới đầu tư vào các startup. Theo quan điểm của tờ báo thì có hai cách mà các công ty đang đầu tư sớm hiện nay. Đó là phải có trong tay cổ phiếu của các công ty đó sớm nhất có thể, đừng đợi tới khi cả thiên hạ đã sở hữu rồi. Hoặc cách tốt hơn là hãy đầu tư cho startup ngay từ khi họ còn trong trứng nước. Tất nhiên là phải nhìn thấu đáo về ý tưởng và lộ trình mà công ty đó muốn đi. Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Trung tâm Tài chính New York. Là xem tivi cũng là xem truyền hình, nhưng mà có những người xem truyền hình thì lại mất cơ hội, nhưng mà có những người xem truyền hình lại tìm ra cái bí quyết để mà trở nên giàu có. Và thì qua cái đoạn video này thì các anh chị em ở đây chúng ta có được cái bài học gì ở trong cái video này? Đầu tiên
Em mời chị Diệu. Xin phép đỗ xin một chút chị ạ. Ok chị. Mời Đoàn Dung. Vâng, cảm ơn chị Xuyên đã cho em lên để chia sẻ cùng với tất cả các anh chị. Thì ở đây thì em qua cái đoạn video này nó có rất nhiều từ kỹ hay. Đầu tiên nó ghim vào đầu mình luôn đấy là đừng có đợi khi cả thiên hạ nắm giữ rồi thì mình mới là người nắm giữ. Có nghĩa là mình nếu như một cái cơ hội mà đã có quá nhiều người biết rồi ấy, thì lúc đó nó không phải là có cơ hội cho mình nữa. Và đừng đừng có chờ IPO rồi thì mới mới nắm giữ cái cổ phiếu của doanh nghiệp đó, bởi vì IPO nó là muộn rồi. Và ở đây là hãy đầu tư vào những doanh nghiệp khi nó còn đang trong trứng nước. Đấy là cái cách mà mới có thể là chúng ta nắm được cơ hội nhiều nhất. Giống như là cái thời điểm mà Amazon năm 1990 ấy, cái thời điểm đấy doanh nghiệp còn thua lỗ rất là nhiều, nhưng mà có những người nhìn ra cái tầm nhìn của Amazon là họ bắt đầu đầu tư vào Amazon, và họ đến bên thời điểm bây giờ thì là họ ngồi và họ nhận nhận cái phần thưởng đấy. Và trong cái video này thì có một cái từ key mà cho Dung nghe được rất là sâu sắc, đấy là nếu như chúng ta lựa chọn đầu tư sớm thì phải đặt cược vào tầm nhìn của nhà sáng lập. Và cái thứ hai là nếu như mà công ty đang thua lỗ triền miên thì phải đặt cược vào cái giá trị thị trường tiềm năng. Nên chúng ta cần phải nhìn vào cái giá trị của cái sản phẩm đấy, nó tiềm năng trong tương lai như thế nào, thì chúng ta hãy sở hữu cổ phần của doanh nghiệp đó. Chứ chúng ta không phải là nhìn vào cái giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó nó tụt dốc hay là nó lên, mà chúng ta cần phải đánh giá vào thị trường. Chúng ta xem rằng thị trường đó là thị trường xanh hay là thị trường đỏ. Nếu như mà là thị trường xanh thì chúng ta cứ càng nhanh chóng nó là sở hữu cho mình được nhiều cổ phần của doanh nghiệp đó, thì chắc chắn là tương lai chúng ta sẽ có một cái khối tài sản rất là lớn. Đó, đó là một trong những cái bài học của Đoàn Dung. Thì xin phép gửi lại mic cho chị Xuyên ạ. Cảm ơn chị Xuyên rất là nhiều. Cảm ơn Đoàn Dung đã nắm được những cái từ kỳ rất là mấu chốt ở đây. Em mời anh Huy. Anh Huy có học bài học gì ở phần video này? Biết ơn Đỗ Xuyên đã chia sẻ cái video để nó lại phù hợp với cái tiêu đề mà Huy đặt rồi khi mà chia sẻ bài lên Facebook của mình, đó là tầm nhìn. Thế lúc nãy chia sẻ thì cũng kể một câu chuyện về cái tầm nhìn rồi. Đó. Thế bây giờ đấy là cái câu chuyện mà để cho mình cũng phải ngẫm. Thế còn qua cái video này là một cái video của phóng viên Lê Tuyển đúng không? Bên Lê Tuyển. Đó, thì ở VTV1. Thì đấy, thời sự thì người ta phát suốt là nhiều như thế, nhưng quan trọng đôi khi là xem tivi cả một năm hay là cả một tuần, một tháng hay thậm chí là một đời, đôi khi mà chỉ nhìn thấy một cái điều gì đó nó cảm thấy là nó đúng cái cách khi mình mong muốn thì đấy, thế là tất cả quá trình xem tivi thế là đạt kết quả. Nhưng bên cạnh đó thì là cái nỗi mà khi mà mình xem thì cũng vẫn là VTV1 đúng không? Người ta lại cảnh báo một cái gì đó. Ôi dồi dồi, về TV nói là chính xác. Nhưng mà đôi khi lại không hiểu cái từ đó là cảnh báo. Dung ơi, em bị nhảy xuống ao đúng không? Nhưng mà em ơi, nước cẩn thận đấy nhá. Có thể là nước mà kim loại đủ nhưng hôm nay mưa xong sợ nó sâu. Đúng không? Cảnh báo thì để em cẩn thận, em qua cầm cái phao em bơi theo. Đó. Thế thì vậy qua cái video người ta nói thì có cái từ này Huy thấy nó hay này. Tức là có những cái startup ấy, là nó như Uber với cái gì đấy, là cái giá trị thị trường nó được định giá hơn 1 tỷ đô la. Ồ, thế là to rồi đúng không? 1 tỷ đô to đấy. Nếu như mà ta mà phát hiện cái công ty nào mà nhiều tỷ đô chẳng hạn, mà thấy được là tầm nhìn của nhà sáng lập, giá trị thị trường đấy, thì tức là ta phải, đầu tiên là ta phải quan tâm đã. Đó, quan tâm để tìm hiểu. Thế thì tìm hiểu cái gì? Thứ nhất là đầu tư ấy, thì phải đặt cược vào, thứ nhất là giá trị thị trường, hai là tầm nhìn nhà sáng lập. Và ở đây người ta nói là đầu tư ấy, thì khi mà cổ phiếu ấy, phải đầu cứ tư cổ phiếu thì cổ phiếu nó mới lên sàn, mặc dù nó như thế nào nhưng mình thấy có cái tầm nhìn, mình thấy giá trị của thị trường rồi thì mình nó càng thấp là càng tốt, nó vừa lên sàn như kiểu công ty bác vừa, nó thấp thì tốt đúng không, nó thấp là tốt. Nhưng lúc đó nó lên 21 trong 22 đến tận chín mấy đô, nhưng bây giờ giả sử nó năm bảy đô mà mình cảm nhận là cái doanh nghiệp này nó rất là tuyệt vời thì tốt quá đi chị. Thứ nhất nó lên sàn rồi mình mua là mình có thể bán được, hoặc mình mua có tầm nhìn đặt cược vào nhà sáng lập và giá trị thị trường của điện, cái năng lượng sạch
tốt quá. Cái thứ hai nữa, một cái điều mà huynh để ý đây là mà thậm chí là phải đầu tư chưa IPO, tức là còn trong trứng nước, còn trong ý tưởng đó, còn trong thời kỳ trứng nước ấy, mà mình nhìn thấy được à xã hội này, ví dụ như là Huy nói là giả sử bây đầu tư vào một cái gì đó mà xu thế bây giờ mình thấy là một ngày rất nhiều báo chí, đài tivi, các phương tiện thông tin người ta truyền thông về cái vấn đề là bảo vệ môi trường, vậy có một cái gì đó rồi nó liên quan đến cái vấn đề bảo vệ môi trường hoặc năng lượng sạch, năng lượng sạch cũng đi song song với việc là bảo vệ môi trường, à thì đấy là loại đúng đúng cái thị trường này tiềm năng rồi, đúng không? Hoặc là bây giờ bệnh ung thư rất nhiều, thế bên mình nghe tivi nói, ở đâu nói, đài hoặc cái gì đó, à có một phát minh này đấy, ông này là người rất là giỏi, có nhiều công trình nghiên cứu và bên đang nghiên cứu để thử nghiệm cái thuốc chống bị ung thư. Thế thì nếu mà Huy mà nghe được như thế, mà Huy tìm hiểu con người này, ok, và ung thư bây giờ nó là cái bệnh mà rất là phần lớn là không chữa được, mà đặc biệt là giai đoạn cuối, khi phát hiện là giai đoạn cuối rồi, thế thì cái 10% mà có thể rủi ro được, đúng không? Mình vừa nói 6 lọ tài chính có 10%, ở thì thôi không có nhiều, cũng một ít vào đấy, bởi vì giá trị thị trường tiềm năng mình thấy rồi, tức là cả cái thế giới này chưa có thuốc nào đặc trị cái món đấy đấy. Vậy là mình phải có một cái tầm nhìn theo cái cách, thứ nhất là cái sản phẩm dịch vụ đó nó như thế nào, cái nhà sáng lập, cái tầm nhìn của sản lập đến đâu. Thế còn một cái câu nói là khi mà đợi đến mà mọi thứ mà nó rõ ràng quá rồi á, như bác Phạm Nhật Vượng là hay là đúng không? Ừ, hay là ông gì nhỉ, ông bảo nó có nước trong quá thì không có cá đấy, nước trong quá thì không có cá, cái kiểu đấy cũng đúng thôi. Nên là mình phải có một cái nhìn nào đó theo đánh giá của mình bằng cách qua tất cả những lập luận, ví dụ như là sau trước cái sau cái buổi livestream của anh chị em nhà mình, đúng không, đã dẫn cho mọi người xem thấy là à cái đường lối như thế. Thế còn hôm nay là cái tầm nhìn thì ông Lê Tuyển ông nói đấy, tức là phải đặt cược vào nhà sáng lập, hoặc nếu nhà cái công ty đang làm ăn thua lỗ nhưng mà Jack Ma đấy của Alibaba, đúng không, trong một thời gian dài đấy, thế thì phải biết và giá trị thị trường tiềm năng, ví dụ thương mại điện tử thời này là đúng là ok rồi, thế vì anh chị em toàn mua các thứ đồ qua mạng đấy, ví dụ như thế. Vậy đó là cái sự định hình và nhận biết của mình phải có kiến thức để mình học được điều đó. Hy vọng là tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ chia sẻ cùng nhau làm sao để mở cái buổi hôm nay cho nó rõ hơn một tí nữa bằng những cái câu chuyện. Và Huy xin cảm ơn, nó trả lại mic cho Đỗ Xuyên. Vâng ạ, em cảm ơn anh Huy. Mời học sinh nào hành sinh có thể chia sẻ những cái bài học ở trong video hoặc là những cái hiểu biết của mình về cái tầm nhìn của các tỷ phú, triệu phú. Xin mời học sinh.
Ok, cảm ơn Lập Si. Những cái câu chuyện rất là giá trị. Em mời chị Dị nào. Chị Dị có biết cái tầm nhìn của các bậc tỷ phú, triệu phú như thế nào không ạ? Em mời chị Dị. Cảm ơn Đỗ Xuyên đã mà chị chia sẻ. Xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị đang xem live. Khi nói về tầm nhìn của nhà sáng lập thì quả thật là cũng các anh chị em trong đây đã đưa ra một số câu chuyện nói về tầm nhìn để chúng ta thấy được là những con người họ thành công trước hết là họ phải có cái tầm nhìn đã, tầm nhìn chiến lược, cái người đứng đầu hay là cái người làm chủ doanh nghiệp đấy. Và không đâu xa lạ thì ngày 15 tháng 8 2023, Việt Nam chúng ta thật là tự hào khi mà có bác Phạm Nhật Vượng đã cắm cái lá cờ đầu tiên IPO trên sàn của Nasdaq tại Mỹ, đúng không ạ? Thực sự nó là cái niềm tự hào của đất nước Việt Nam. Và cái câu chuyện mà bác nói là tại sao bác không lựa chọn những cái nơi khác, những cái đất nước khác để bác cái IPO mà lại là đất nước Mỹ, thì đấy chính là một cái dấu mốc, cái ý nghĩa và chứng tỏ rằng bác là một con người rất có tầm nhìn. Tức là cách đây đến bây giờ là 7 năm, nhưng mà trước năm ngoái là 6 năm thì bác ấy đang theo cái dòng xe xe điện đúng không? Xe xe xăng đúng không ạ? Xe đốt trong ấy. Thế nhưng bác đã bẻ lái và chuyển sang dòng xe điện, và bác ấy đã có cái tầm nhìn theo cái xu hướng của thế giới, đó là gì? Năng lượng sạch. Đó, bác đã chuyển sang là cái dòng xe xe điện mang lại cái môi trường xanh. Và bây giờ chúng ta đi đến Hà Nội thì những cái màu xanh yêu thương của những cái chiếc xe ô tô, của những cái chiếc xe máy, chiếc xe ga mang màu xanh, nhìn thấy là biết là đây là hiện thân của bác Vượng, cái dòng xe đó, dòng xe điện mang lại cái môi trường cho chúng ta nó ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Thì đó chính là cái tầm nhìn của nhà sáng lập, đúng không ạ? Bác cũng đã là cái người mà giúp cho Việt Nam mình tỏa sáng trên trường quốc tế. Theo Diệu thì đấy cũng là một cái niềm tự hào. Diệu xin hết ý kiến tại phần này. Vâng ạ, cảm ơn chị Dị. Mà Nhân Hiên nào? Nhân Hiên hiểu tầm nhìn của các tỷ phú triệu phú như thế nào? Em rất là biết ơn chị Xuyên. Đầu tiên là em chào anh Huy, em chào chị Diệu, em chào chị Xuyên, em chào chị Sinh, em Dung, em chào các anh các chị ở trên Facebook đang theo dõi, sáu anh chị em. Tầm nhìn thì mỗi người có cái tầm nhìn nó khác nhau, đúng không ạ? Có những người xem VTV thì tin sái cổ, đúng không ạ? Người ta nói là có trí tuệ thì xem VTV thì chúng ta mới phân biệt được. Nếu như chúng ta mà cứ xem VTV sau đó chúng ta có thông tin xấu thì chúng ta cũng gom vào người, chúng ta có thông tin tốt thì chúng ta cũng gom vào người, sau đó chúng ta cũng chẳng phân biệt. Bây giờ tóm lại là có nhiều, có một bên là có thông tin tốt, có một bên là có thông tin xấu, đúng không ạ? Nhưng mà cái quan trọng là mình phải có tư duy logic và mình xem là ở cái thông tin đưa lên thì có thật hay không, và mình phải tìm hiểu thật kỹ. Sau đó thì mình mới tìm hiểu xem là các tỷ phú họ làm cái gì mà trở nên giàu có như thế. Thì bản thân em Hiên thì đọc sách chỉ là một phần thôi ạ. Khi mà em Hiên đi đã quyết tâm đi tìm cái sự giàu có cho bản thân mình thì làm cái công việc cũ thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ giàu có được. Muốn làm cái công việc mới thì bắt buộc mình phải học, mình phải học phát triển bản thân mình thật sự là nhiều. Mình không thể nào mà cái niềm tin của mình gửi vay mượn ai. Vì thế mà em Viên đã đi sang đất nước Dubai giàu có nhất thế giới. Thì khi mà đi sang bên đất nước giàu có nhất thế giới thì mình mới nhìn thấy là một cái đất nước họ chỉ có sa mạc, ngoài sa mạc nắng và gió họ không có một cái gì hết. Tại sao họ lại giàu có như thế? Bởi vì họ có tầm nhìn rất là xa. Họ chỉ là một đất nước trời nắng 50 độ C mà có trời nắng như thế. Mà tại sao họ không chòng chọc được cái gì mà họ vẫn xây nhà chọc trời, đúng không ạ? Và gọi là một đất nước giàu có nhất thế giới. Bởi vì cái đất nước của họ là người cầm đầu có tầm nhìn rất là xa. Thế cho nên là họ rất là giàu. Thế cho nên là chúng ta cũng thế thôi. Nếu như chúng ta muốn có sự giàu có thì chúng ta phải có tầm nhìn, đúng không ạ? Chúng ta không thể nào mà đi làm những cái việc trước mắt ngày hôm nay, ngày mai mình có kết quả và chúng ta đòi mà có số tiền ăn cả hai ba đời có, sau thì chắc chắn là sẽ không bao giờ trở nên giàu có được. Em Hiên thấy là khi mà đi mình bản thân mình đi sang Dubai thì thấy là đất nước Dubai hết chuẩn bị hết dầu mỏ là họ chuyển sang đất nước là gọi là du lịch, gọi là cái gì mà gọi là bậc nhất thế giới. Họ đã
Họ đã nói một câu xanh dờn, họ nói là đất nước của tôi cái gì nhất phải là ở Dubai. Thế cho nên là cái gì các công nghệ hiện đại nhất, tiên tiến nhất, em Miên đang nhìn thấy hiện tại bây giờ đang ở Dubai. Thì 5 năm nữa thôi, 10 năm nữa thôi, đúng không ạ? Cả nhà sẽ nhìn thấy là cái tầm nhìn những tỷ phú giàu có nhất thế giới. Thì anh chị ấy nhìn thấy là cái người ta, vì sao người ta lại giàu như thế? Bởi vì người ta có tầm nhìn một cách gọi là người ta đến 100 năm nữa Việt Nam chúng ta còn chạy chưa kịp nếu như mà chúng ta không thay đổi. Bởi vì người ta có một câu nói là người cầm đầu của đất nước rất là quan trọng, vì đất nước của họ, người cầm đầu thật sự là giá trị. Em nhìn thấy là như thế. Đến 100 năm nữa Việt Nam chúng ta không thể nào theo được nếu như mà người dân chúng ta không thay đổi, đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay cả sáu anh chị em chúng ta, em và chị Xuyên, chị Dịu, chị Hồng Sinh đã từng đi sang bên tập đoàn và đã được đặt chân vào đất nước Dubai. Thì mình chỉ có nhìn thấy là ngoài gió và nắng và cát ra có cái gì không ạ? Không có một cái gì, đúng không ạ? Tại sao họ lại giàu hơn mình như thế? Thì nếu như mà ở Việt Nam mình thì mình làm cái gì ăn, đúng không ạ? Không có một cái gọi là cái gì gọi là kiếm ra tiền hết, nhìn ở đấy không kiếm một cái gì ra tiền, không có làm cái gì ra tiền ngoài ngoài nhà nhà và nắng và gió, là không có nhìn cái gì ra tiền. Nhưng mà đất nước của họ vì sao lại giàu thế? Dầu mỏ chuẩn bị hết, họ đã chuyển sang, ví dụ như là xăng xăng dầu họ chuẩn bị hết, thì họ đã chuyển sang là máy bay không người lái, họ cũng ở bên đấy cả nhà. Đấy là họ đã đi trước thời đại không ạ? Họ đi thay thay đổi trước thời đại. Và tiền điện tử số là đất nước giàu có nhất thế giới bây giờ đang cầm đầu. Và em có nghe nói một cái thông tin là Việt Nam chúng ta bây giờ người dân của chúng ta cũng rất nhiều tiền điện tử, nhưng mà cái quan trọng là mình có tầm nhìn để giữ nó hay không. Nếu như mà mình không có tầm nhìn thì chắc chắn là mình cũng sẽ sau này cũng lại nghèo như cũ, đúng không ạ? Và cái quan trọng là phải là có tầm nhìn, anh chị ạ. Có rồi chưa đủ, nhưng mà phải có tầm nhìn, phải có tư duy để giữ lấy nó. Chứ còn để mà có thôi, để cầm trong tay thôi và chúng ta không có tầm nhìn thì cuối cùng chúng ta lại mệt mò, đúng không ạ? Thế cho nên em nhìn thấy là cái tầm nhìn của các tỷ phú cực kỳ là quan trọng. Những người giàu người ta đã viết những quyển sách ra thì chắc chắn họ sẽ là đúc kết ra để cho những người mà đọc và vận hành, thực hành thì mới là quan trọng, đúng không ạ? Và em được đọc một cái quyển sách là chúng ta muốn chúng ta trở nên giàu có nhất thì chúng ta hãy nhìn xem là người giàu nhất ở trên thế giới này họ làm cái gì trở thành giàu có nhất, thì chúng ta hãy xem họ làm cái gì và chúng ta xem họ đang nắm giữ cái gì nhiều nhất, thì xã hội này đang chảy về đâu, cái thứ gì ở xã hội này đang đi về đâu, và chúng ta cứ chạy theo những cái thứ mà xã hội này đang chảy về đấy, thì chúng ta cứ chạy theo cái dòng của xã hội thì chắc chắn là chúng ta sẽ thay đổi cuộc đời. Nếu như chúng ta nhìn đến một cái thông tin nói là ví dụ như là cái điện thoại Apple, đúng không ạ? Đâu có phải là ở Việt Nam đâu, chúng ta vẫn dùng cái điện thoại Apple, thậm chí em Yên hiện tại bây giờ đang dùng cả ba cái điện thoại Apple, đâu có sản xuất Việt Nam đâu, đúng không ạ? Ví dụ như bác Phạm Nhật Vượng có một cái xe VinFast, bác Vượng tất cả mọi cái đều mua ở nước ngoài về lắp ráp hết, bác Vượng đâu có phải làm ra đâu, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng thế, bây giờ chúng ta đang dùng Zoom, chúng ta không thể nào, chúng ta là của Việt Nam thế cho nên dùng của nước ngoài, cho nên chúng ta hãy xem là cái gì của nước ngoài chúng ta cũng có thể sử dụng được, chúng ta không cần phải chạy sang nước họ là chúng ta mới làm được, chúng ta chỉ cần ở Việt Nam và chúng ta chỉ nghe thông tin đó và chúng ta nắm bắt theo thì cuộc đời chúng ta cũng sẽ thay đổi. Nếu như bây giờ chúng ta đang dùng Facebook, đúng không ạ? Cách đây khoảng 14 năm chúng ta biết là Facebook ra đời, thì chúng ta cách đây khoảng 2 năm và chúng ta tìm cái dòng Facebook đó, chúng ta tìm cái cổ phần của Facebook đó, thì bây giờ chúng ta có nửa triệu Facebook thôi, bây giờ chúng ta có 250 bao nhiêu anh chị? 250 tỷ tiền vân. Tiền đô la Mỹ anh chị ạ, không biết là chúng ta giàu đến cái cỡ nào, đúng không ạ? Thế thì em có một cái thông tin ở Việt Nam chúng ta cũng đâu có ai giữ được đâu, ví dụ như là Zalo ra đời, đúng không ạ? Cách đây khoảng 12 năm cũng không có ai biết, cũng chẳng có ai nắm. Thế bây giờ có rất nhiều các anh các chị nói là toàn là cái ảo tưởng ở trên trời,
Đợi đến khi chúng ta nhìn thấy rõ thì cơ hội đấy không nhìn không đến tay chúng ta nữa. Cho nên là các tỷ phú nói là cái gì mập mờ thì cơ hội mới đến tay, thì có cái gì rõ ràng quá thì cơ hội đấy không bao giờ đến mình. Thế cho nên là chúng ta nghe thấy thông tin này chúng ta phải lăn xăng sọc lên và chúng ta phải đi tìm cái thứ mà cái xã hội này đang chuẩn bị ra đời. Thì nếu như mà chúng ta là người biết trước thì chắc chắn là chúng ta sẽ thắng 100%. Và em rất là biết ơn ngày hôm nay có những anh chị nào mà được nghe em và các anh các chị ở trong buổi Zoom của hôm nay được nghe em, các anh chị ở trong này có nắm giữ rất nhiều thứ và có giá trị, và đến năm 2030 sẽ ra đời và sẽ bùng nổ, cả thế giới sẽ cần. Nếu anh chị nào mà nghe đến buổi Zoom ngày hôm nay và chị cần hỏi trong số năm anh chị em ở trong này, chắc chắn là anh chị sẽ nắm một cơ hội rất là lớn, và thứ mà chúng ta có mà cả thế giới cần và thứ chúng ta đang làm chỉ có vài người biết thôi thì cuộc đời chúng ta sẽ không thay đổi. Mà thứ chúng ta đang có và cả thế giới cần thì chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. Ít nhất là phải thay đổi trong dòng họ nhà chúng ta, nếu như không thay đổi được cả xã hội này. Đúng không ạ? Và em rất là biết ơn các anh các chị đã nghe em chia sẻ, và buổi live em chia sẻ thế thôi, và để tí em chia sẻ tiếp có rất nhiều thông tin cực kỳ hot về sau. Anh chị nào ở hết buổi live thì sẽ được nghe rất là nhiều thông tin hot anh chị nhá. Vâng ạ, cảm ơn sự chia sẻ của Huyên Nhiên. Và trong số những cái câu chuyện chia sẻ về tầm nhìn đây, tầm nhìn là cái mà nó ở phía trước, và đôi khi là chúng ta nó rất là mơ hồ, cho nên là chúng ta sẽ rất là khó để có thể nhìn ra được cái tầm nhìn. Nhưng mà chúng ta nếu như chúng ta đi theo cái tầm nhìn của tỷ phú, của triệu phú, thì chúng ta sẽ tìm thấy rằng là cái dòng tiền dù gì thế giới vẫn phải đi đi về cái nó gọi là cái tầm nhìn, có nghĩa rằng là thế giới sẽ phải đi về đó đấy, mà chúng ta nhìn thấy trước, cho nên là chúng ta sẽ thắng. Nó gọi là đi theo cái dòng chảy của tiền bạc. Và ở đây thì có thấy mọi người có nhắc đến cái câu chuyện của Nokia và xe điện của ông Phạm Nhật Vượng hay là xe điện của Tesla, thì Đỗ Xuyên cũng có nghe cái câu chuyện này. Câu chuyện về Nokia, đúng là Đỗ Xuyên cũng rất là ấn tượng về câu chuyện về Nokia. Nokia đã cái thời lúc đó là một cái tập đoàn rất là khổng lồ, là một cái gã khổng lồ, và Apple ra đời sau, nhưng mà đấy là một cái gã tí hon. Thế nhưng mà lại dám nói rằng là sẽ chiếm lĩnh cái thị trường smartphone. Đấy. Nhưng lúc đó là một cái doanh nghiệp nó rất là nhỏ nhỏ thôi. Thì Nokia đã không tin và mọi người đã không tin. Nhưng mà thực tế thì sao? Apple ra đời sau nhưng mà mang nhiều cái tính năng hơn so với Nokia. Nào là nghe gọi, nhắn tin, rồi là bấm. Ngày xưa là cái điện thoại, cái nút bấm ấy. Đấy, chúng ta có bàn phím, nhưng bây giờ chúng ta đâu có cần bàn phím. Lúc đó thì người ta bảo rằng ảo tưởng. Làm gì có cái điện thoại nào mà lại có thể nhìn thấy mặt nhau, rồi làm gì có cái điện thoại nào mà có thể rằng là tích hợp nhiều cái tính năng như vậy. Nhưng mà sao cuối cùng thì nó vẫn là đảm bảo có nhiều cái tính năng hơn như vậy. Cho nên là thế giới cần, và thế giới cần là dần dần nó đã chiếm lĩnh. Đấy là do là Apple đã có cái tầm nhìn và đi trước có nhìn ra cái xu thế của thế giới. Và cái xu thế nữa đó là cái xu thế về ô tô điện. Mà vì sao lại có ô tô điện Tesla thì dành ô tô điện Phạm Nhật Vượng, nhưng mà ô tô điện của Phạm Nhật Vượng còn ra đời ở sau Tesla. Tesla thì là một cái hãng điện ô tô điện nên trẻ, thành lập từ năm 2003 2003, nhưng mà đến từ vừa rồi, đến cái thời gian gần đây thì chúng ta mới biết được rằng là đang có hiện tại thì những cái ô tô điện thì đang bắt đầu là xuất hiện Việt Nam và trên thế giới, người ta ngày càng dùng nhiều. Và đến năm 2030 2035 là người ta sẽ ưu tiên là sao? Người ta sẽ ưu tiên về cái xu hướng về ô tô điện và sẽ cấm cái sử dụng động cơ đốt trong. Bởi vì sao? Bởi vì cái vấn đề ô nhiễm môi trường toàn cầu đang là một cái vấn đề rất là báo động. Đang rất là báo động nếu như mà cái phương tiện động cơ đốt trong của các phương tiện giao thông vận tải hiện tại nó gây ra quá nhiều cái khí thải độc hại vào môi trường. Ở dân số thì ngày càng gia tăng và cái phương tiện cá nhân thì ngày càng gia tăng. Thì điều đó nó đồng ý nghĩa rằng nếu như mà cái động cơ xăng nó xả thải càng nhiều cái khí thải độc hại, và đến một cái lúc nào đó nó sẽ chiếm lĩnh hết cái không khí của trái đất của chúng ta thở, thì chúng ta sẽ bị nghẹt thở bởi cái ô nhiễm không khí. Bởi vì chính vì nhìn thấy những cái vấn đề như vậy mà ông Phạm Nhật Vượng hay là ông gì Elon Musk, ông đã nhìn thấy trước rất là lâu, tận năm 2020
thì cái dịch Covid ập đến mà những cái phương tiện giao thông không chạy nhiều ở trên đường và người ta thấy bầu không khí trở nên trong lành, thì lúc đó người ta mới nhìn ra cái giá trị của ô tô điện Tesla. Nhưng mà sao ông Phạm, khi mà mới ra đời thì người ta nói rằng là cái ô tô điện Tesla chỉ là cái ô tô đồ chơi, và ô tô điện Tesla thì đã trải qua những cái gọi là những cái giai đoạn thua lỗ triền miên, 7 quý tăng trưởng âm, nhưng mà bởi vì nó đi đúng cái xu thế, cuối cùng vẫn thắng, vẫn lọt vào top những cái tập đoàn lớn nhất ở trên thế giới. Và năm 2000, theo cái số liệu thống kê năm 2021, thì nó là nằm trong một trong 10 tập đoàn lớn nhất trên thế giới. Đấy, đấy là cái câu chuyện mà đi đúng xu thế của thời đại, đó là cái tầm nhìn của cái người nhà sáng lập của cái tập đoàn đó. Vậy thì tầm nhìn của các tỷ phú triệu phú như thế nào? Thì Đỗ Xuyên xin chia sẻ một chút, có những cái hình ảnh để chúng ta có thể dễ nhìn ra hơn. Đúng không ạ? Rõ ràng là tầm nhìn thì nó giúp cho chúng ta bao nhiêu nhỉ? Và tầm nhìn thì nó sẽ quyết định cái sự thắng lợi là 50% cái sự thắng lợi. Đấy. Sẽ quyết định 50% cái yếu tố thắng lợi của chúng ta. Sẽ đang làm gì? Nhà có nhìn thấy màn hình không? Ô, sao nó bị đơ à? Đây nè. Đó, tầm nhìn của nhà sáng lập sẽ quyết định 50% sự thắng lợi của dự án. Và sản phẩm nào mà có tầm nhìn đi càng xa, đi trước thời đại, càng tạo ra khả năng cạnh tranh cao và tăng trưởng tốt ở tương lai. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi trước, thì chúng ta sẽ có một cái thị trường đại dương xanh và đối thủ không thể nào cạnh tranh kịp. Đấy. Và Đỗ Xuyên xin mời quý cô chú anh chị xem một cái đoạn video sau, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta thảo luận. Một cái đoạn video này rất là hay, nếu như chúng ta nhìn ra thì chúng ta sẽ có cái sự thay đổi. Thế giới này thay đổi rất nhanh. Mở cái video này nó lại chạy ra video khác. Thế giới này thay đổi rất nhanh. Những cái cũ không còn phù hợp sẽ được thay thế bằng cái mới tốt hơn. YouTube ra đời, đĩa DVD mất tích. Bluetooth ra đời, hồng ngoại mất tích. Android ra đời, điện thoại Windows mất tích. Uber ra đời, taxi truyền thống ít đi. Email ra đời, bưu điện giảm đi. SMS ra đời, viết thư tay ít đi. Máy tính ra đời, máy đánh chữ mất tích. Internet ra đời, thư viện ít khách. Google ra đời, từ điển ít dùng. Wikimedia ra đời, bách khoa toàn thư ít dùng. Thương mại điện tử ra đời, cửa hàng giảm đi. Robot ra đời, công nhân thất nghiệp. In 3D ra đời, sản xuất truyền thống giảm dần. Facebook ra đời, Yahoo lìa đời. Thanh toán qua mạng ra đời, tiền mặt ít đi. Người giỏi hơn bạn sẽ xuất hiện. Nếu bạn không chịu thay đổi, thích nghi với điều mới, bạn sẽ bị thay thế. Qua video này thì chúng ta nhận ra bài học gì ở đây? Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận một chút nữa. Mời Đoàn Dung nào, qua video này thì mình thấy có bài học gì ở đây? Dạ vâng, cảm ơn chị Xuyên đã cho em lên chia sẻ cùng với tất cả các anh chị em. Thì qua video này thì em nghe được cái từ đầu tiên vào tai mình, đó là như cây cũ không thích hợp sẽ bị thay thế. Đấy, chúng ta thấy được rằng là nền kinh tế đang phát triển rất là lớn mạnh. Nó cũng giống như là cái câu chuyện vừa rồi các anh chị có nói rằng là khi Nokia ấy không còn thích hợp nữa, khi cái chiếc điện thoại anh hùng bàn phím đó nó không phù hợp với cái thời đại mà công nghệ 4.0, 5.0 của chúng ta nữa, thì thay vào đó là chiếc điện thoại smartphone thông minh, đó là Apple ra đời và nó sẽ chiếm lĩnh thị trường. Thì qua cái video này chúng ta nghe rất rõ là SMS ra đời thì thư tay ít đi, hay thậm chí là trước đây là những người đi mà đi bộ đội ấy, thường là những chiến sĩ đó là họ chỉ có liên lạc với nhau qua thư tay mà thôi.
Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ là khi mà SMS ra đời rồi thì thư tay không còn nữa. Bây giờ chúng ta đâu có thấy những cái tem tem mà ngày xưa mà viết thư tay gửi đi để mà chúng ta gửi dán ở trên các phong bì thư nữa đâu, đúng không ạ? Và ngày trước đây thì Dung nhớ là cái thời điểm mà mình học cấp 3 là mình bắt đầu là mình sử dụng cái điện thoại mà anh bàn phím đó, mỗi một ngày đăng ký tin nhắn mất 3.000. Nhưng mà ngày nay thì sao? Bây giờ chúng ta gọi điện nhìn thấy mặt nhau còn chẳng mất đồng nào, đúng không ạ? Đấy, nên là thấy được rằng là cái việc mà thế giới này đang thay đổi từng ngày. Yahoo ra đời thì gì nhỉ? Facebook ra đời thì Yahoo lìa đời. Đấy, nên là cái sự thay đổi nó rất là nhanh chóng, và đặc biệt là thấy rằng công nghệ, đây là tất cả các ngành nghề này đều liên quan đến công nghệ. Và công nghệ đang ngày càng phát triển rồi, và Dung cũng đã nghe về những công nghệ 5.0, 6.0 đang chuẩn bị chiếm lĩnh thị trường rất là lớn mạnh rồi. Nếu như mà chúng ta vẫn cứ không thay đổi thì chúng ta sẽ bị xã hội này nó họ đào thải, tự bản thân mình bị đào thải khỏi cái xã hội này, và tự bản thân mình sẽ trở thành những người tụt hậu. Đấy, nếu như mà mình không cập nhật những cái nền công nghệ thông tin mới thì chả khác gì các cụ thời điểm bây giờ, những các cụ mà tầm 5x, 4x, 5x cái thời điểm bây giờ. Họ không biết gì đến điện thoại, không biết gì đến nền tảng internet, không biết gì đến việc đó là giao dịch chuyển tiền ở trên 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 tài khoản ngân hàng nữa. Đấy, mà họ chỉ biết đến mỗi cái tiền mặt thôi, mà chúng ta thấy được rằng thanh toán qua mạng ra đời thì tiền mặt ít đi. Đấy, cái sự thay đổi của thế giới đang càng ngày càng phát triển nhanh chóng. Và Dung vẫn thường hay trêu là bây giờ đi ra chợ thường hay trêu rằng là trước đây đi ra chợ đi đổi chỉ có đổi từ tiền chẵn sang tiền lẻ thôi, nhưng bây giờ đổi tiền thì chỉ đổi tiền từ tiền mặt sang tiền tài khoản để mà tiêu dùng, chứ không còn là dùng tiền 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 lẻ như ngày trước nữa. Nên là chúng ta là phải là thay đổi theo cái xã hội này, theo thế giới này. Nếu không thì chúng ta dậm chân một chỗ, chúng ta đứng im thì chúng ta sẽ tự bị xã hội này đào thải. Đó là một trong những cái chia sẻ của Đoàn Dung. Thì cảm ơn tất cả nhà mình đã lắng nghe ạ. Hay quá, cảm ơn sự chia sẻ của em Đoàn Dung. Mời em xin nào. Rất là cảm ơn các anh chị. Chúng ta vừa xem video thì ngay cái tiêu đề của video đã nói rằng là gì ạ? Thay đổi hay là chết? Vậy thì chúng ta muốn mình thay đổi hay mình muốn sẽ bị chết, đúng không ạ? Và cũng đơn giản như cái câu chuyện mà các anh chị chúng như em Huyên đang nói rằng một mình bây giờ em dùng tận ba cái chiếc iPhone. Ngày Hồng Sinh nhớ ngày trước khi mà Hồng Sinh đi học sinh viên ấy, cái thời đấy được chị gái cho một cái Nokia ấy, cảm thấy nó oách lắm, nó oai lắm. Nhưng bây giờ mấy ai nhìn thấy Nokia đúng không anh chị? Tiền sử dụng smartphone hết, màn hình gọi như là không một nút bấm nào luôn. Đó, nên là bắt buộc chúng ta phải thay đổi. Kể cả những cuộc sống hiện tại bây bình thường cũng vậy. Và đơn giản như ở dưới khu công nghiệp Quế Võ anh chị, Hồng Sinh thấy là bây giờ các anh chị chúng nếu mà các anh chị theo dõi sẽ thấy rằng bây giờ gần như là robot chuẩn bị ra đời và thay thế. Robot đã ra đời rồi và trong tương lai thay thế hết con người. Và có những cái video nói rằng là robot cắt lúa rất là nhanh, các anh chị xem những cái video robot gặt lúa. Và nếu như kể cả những người nông dân trong tương lai cũng là không không phải, tức là robot thay thế con người luôn, mà mình sẽ bị mất việc. Và đặc biệt những cái công ty mà ngày trước Hồng Sinh cũng đã từng đi làm công nhân, các anh chị, bây giờ máy móc thay thế, và những cái chuyện mà Hồng Sinh làm ngày trước mà hiện nay có hai chị gái mình và những người cháu cũng đang làm đấy, một chuyền bình quân nó vào hơn chục người công nhân làm ở đấy, và bây giờ nó thay bằng mỗi cái máy móc. Thế là những người đấy coi như cái hôm nào mà cái chuyền đấy nó chạy bằng cái con robot thì y như rằng cái chuyền đấy phải nghỉ, vâng, nghỉ luân phiên. Vậy thì nếu như chúng ta không thay đổi theo thời gian thì theo như các anh chị, một lúc nào đó chúng ta sẽ bị mất việc, đúng không ạ? Mất việc thì đồng nghĩa với việc là thất nghiệp, và thất nghiệp thì sẽ cái nạn đói nạn nó sẽ xảy ra. Bởi vì bây giờ khu công nghiệp nhá, nông nghiệp thì thay thế bằng khu công nghiệp, khu công nghiệp bây giờ lại thay thế bằng máy móc, vậy thì con người chúng ta làm gì? Vậy nên là chúng ta cần phải tức thời, cần phải thay đổi và dựa theo cái tầm nhìn của những triệu phú để mà mình thức tỉnh. Đấy, lại nói đến câu thức tỉnh thì tự dưng lại chợt nhớ đến cái câu cái cuốn sách Triệu Phú Thức Tỉnh. Hãy thức tỉnh đi để trở thành những triệu phú trong tương lai các anh chị ạ. Và rất nhiều những cái câu chuyện mà Hồng Sinh và Đoàn Dung vừa chia sẻ với các anh chị rồi, đúng không ạ? Thực sự mà nói là chúng ta cần thay đổi các anh chị. Nếu như không thay đổi thì rất là nguy hiểm trong tương lai. Tương lai chúng ta sẽ ở đâu, đi đâu và về đâu. Và rất nhiều câu chuyện như là Đoàn Dung chia sẻ là SMS ra đời thì thư tay biến mất. Và thậm chí như bây giờ các anh chị thấy là mấy ai phải
gì nhỉ, đi gửi thư này, những cái bưu điện mà ngày xưa rất là tấp nập và đông vui, họ đến tận nơi để họ gửi những bức thư, rồi học sinh nhớ là mua những cái tem màu gì, bây giờ bưu điện gần như là nó cảm giác nhắc đến bưu điện ấy, ít người biết đến lắm các anh chị ạ. Vậy nên là trong tương lai nếu như chúng ta mà không thay đổi cái tầm nhìn của mình, không thay đổi chính bản con người mình, không thay đổi tư duy và thay đổi cách làm của mình theo những cái tư duy của người giàu, thì rất rất là một lúc nào đó chúng ta sẽ bị tụt hậu hẳn về phía sau, đúng không ạ? Bởi vì nếu như chúng ta không thay đổi thì thế giới này vẫn thay đổi mà, thậm chí kể cả những phương tiện giao thông. Khi mà Tesla mới ra đời thì ai cũng chửi ông là điên là dầu rồi các kiểu, và ô tô điện là một trò chơi. Nhưng bây giờ đâu có biết rằng bây giờ vốn hóa của họ đang là một trong những cái doanh nghiệp của vốn hóa lớn nhất, đúng không ạ? Và trong tương lai thì Hồng Sinh tin chắc rằng trong tương lai thì cái phương tiện về ô tô điện nó sẽ thay thế như động cơ đốt trong, giống như chị Siên nói là năm 2030 thì cái động cơ đốt trong còn sẽ bị cấm và không được sử dụng nữa. Và bây giờ ngay ở Việt Nam chúng ta thôi cũng rất nhiều anh chị đã đang sử dụng ô tô điện rồi. Đấy, và Hồng Sinh thì cũng đang có kế hoạch khả năng trong thời gian tới Hồng Sinh cũng sẽ lại làm một chiếc ô tô điện để đi, bởi vì mỗi khi như nọ Đỗ Ngà nói là em bây giờ đang đi ô tô điện, tự dưng mỗi một em rẻ, có nghĩa là cũng đóng góp với cái xã hội này, giảm thiểu thiểu được cái ô nhiễm môi trường, thì đấy là một trong những cái điều tuyệt vời hơn. Tương lai của chúng ta hướng về cái môi trường xanh, đúng không ạ? Xanh sạch đẹp, bởi vì chúng ta cần phải thay đổi để cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, và chúng ta cùng nhau thì sẽ chung tay để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Xin mời phần chia sẻ của chị Diệu Nguyễn, Nguyễn Diệu xin gái nào. Rất là biết ơn em Hồng Sinh đã mời chị chia sẻ. Nghe mọi người nói về hai cái từ, tất cả chúng ta đều đang xoay quanh cái từ thay đổi, đúng không ạ? Đúng là nếu như mà không thay đổi thì bạn sẽ bị đào thải. Và những câu chuyện của Hồng Sinh thì thực ra thì bản thân Diệu cũng là xuất thân từ một gia đình nông dân. Trước kia thì để gặt một sào lúa và cấy một cái sào ruộng rất là vất vả, nhưng mà bây giờ thì đã công nghiệp hóa, máy móc hết rồi, nông nghiệp hóa hết rồi, từ cấy cho đến gặt đó. Và như ở trong miền Nam là người ta còn cả cái khâu là phơi phóng cũng đều là dùng tức là máy móc rồi, chứ con người không phải làm chân tay nhiều. Thế nên là nếu như mà mình không chịu thay đổi thì mình sẽ bị tụt hậu. Thế mà cái câu là đời thay đổi khi ta thay đổi, nếu chúng ta không chịu thay đổi thì chúng ta sẽ bị đào thải. Thế và có cái trong cái đại dịch Covid-19 thì chúng ta thấy là người ta là đại dịch, nhưng mà lại có rất nhiều từ cái đại dịch đấy thì lại chuyển thành là đại dịch chuyển. Đại dịch chuyển chính là chúng ta phải thay đổi đấy. Chúng ta phải biến cái nguy đấy thành lại cái cơ hội cho chúng ta. Và cũng nhờ cái tức là tất nhiên trong cái rủi lại cái may. Thế nên là con người ta luôn luôn phải thay đổi, chứ nếu không thì chúng ta sẽ không thể đi kịp, bắt nhịp kịp theo cái xu hướng của thế giới. Và những câu chuyện như Nokia chẳng hạn, anh rất là tự cao tự mãn, anh nghĩ rằng là không thể có cái gì có thể thay đổi được anh. Nhưng mà Apple, những dòng điện thoại mà có rất nhiều tính năng trên một cái máy điện thoại thì nó đã đào thải anh Nokia đấy. Nokia bây giờ phải nhường sân, nhưng mà cái sân chính bây giờ là Apple rồi. Thế thì chúng ta thấy là tất cả các câu chuyện đó xoay quanh cái từ thay đổi, nghĩa là chúng ta phải thay đổi, xã hội tiến lên. Mà chúng ta không thay đổi thì có nghĩa là chúng ta đang tụt lùi, chứ không phải chúng ta đang đứng dậm chân tại chỗ. Thì sẽ cũng có một cái lời góp ý như vậy. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị, cũng như cảm ơn các anh chị trong nhóm đã nghe sự chia sẻ. À, vâng ạ, em cảm ơn sự chia sẻ của chị Dị. Anh Huy ạ, anh Huy có ý kiến gì về cái video này? Em thấy đúng là nhiều cái, rất là nhiều cái thay đổi, nhưng mà nếu như mà chúng ta không để ý thì chúng ta cũng không phát hiện ra. Em mời anh Huy. Mọi người, nói chung là các anh chị em nhà mình cũng đang rất là mong muốn mà thấy được cái sự thay đổi đấy. Mà cái video có câu rất là ghê. Nói sát mic một chút. Rồi rồi rồi, khả năng cái âm lượng rồi chắc là to rồi. Nãy Đoàn Dung chia sẻ, à Hiên Nhiên nó năng lượng, mình giảm bớt âm lượng. Ở đây chúng ta đang nói cái video thì nó rất là thay đổi, nhưng có cái câu Facebook ra đời, Yahoo lìa đời. Nghe sợ quá. Thực ra thì đấy, tức là cái câu chuyện thứ nhất mà Huy muốn chia sẻ ở đây đó là cái sự đôi khi á, cái
cái bạn là sinh viên mà dùng một nhóm người bạn để lập ra Facebook ấy, thực ra nó chỉ là một cái ý tưởng, gọi là mình cứ nói vui là ý tưởng điên rồ đi, đúng không? Nói vui là như thế, tức là để cho mấy cái bạn này chat với nhau thì thầy cô giáo không biết, bởi vì là cứ vứt giấy từ chỗ nọ chỗ kia là thầy cô giáo biết. Thế bây giờ nghĩ ra cái cách là tạo ra một cái mạng nào đó để chúng ta ngồi ở trong lớp này, mặt thì nhìn đến bảng nhưng mà tay vẫn chat tán nhau như thế. Thế đấy, tức là từ một ý tưởng đôi khi là nó mới đầu người ta cho là điên rồ. Ngay cả Zuckerberg khi mà thành lập cái bây giờ gọi là tập đoàn, ngày xưa nó chỉ là một cái gara nhỏ thôi, nó tạo ra cái bàn phím bên điện thoại người ta, cả nhà biết là cái BlackBerry ấy, đúng không, cực kỳ nhiều phím, Huy cũng được một có một cái đấy, quách xà lách kinh khủng. Thế với một cái đang nhiều phím, ông này ông lại nghĩ ra cái trò lại không có phím, đúng là điên rồ mà. Đấy, tức là mình khi chưa biết thì gọi là điên rồ. Hoặc là như ông bác Elon Musk thì nói rằng là đấy nha, truyền hình cũng nói là có hơn 40 lần ông được nói là, tức là ô tô điện là cái kiểu là đồ chơi điên rồ, đúng không? Nhưng mà khi mà đúng lúc đó có thể là điên rồ, những ý tưởng đó có thể là điên rồ với thời điểm hiện tại, nhưng những người đó, những cái nhà sáng lập đó, cái tầm nhìn của họ nó không phải là từ tháng nọ đến tháng kia hay là ngày công trong một ngày, mà nó có thể là thập kỷ, là thiên niên kỷ đó, thì lúc này là chúng ta chưa nhìn ra vì nó chưa hiện hữu thì nói nó là điên rồ. Nhưng nó khi hiện hữu rồi thì bao nhiêu cái từ điên rồ đó thì nó trở thành trái nói nữa. Bây giờ có ai chửi Elon Musk điên rồ nữa đâu, cái ô tô điện đồ chơi nữa đâu. Thế mà trên các phương tiện Huy được biết là có hơn 40 lần nói là Elon Musk là những kẻ điên. Đây nói xin lỗi bác có nghe được cũng thông cảm, thực ra như thế. Và cái sự thay đổi luôn luôn thay đổi, người ta nói là tất cả mọi thứ đấy không phải thay đổi, có duy nhất một điều, một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là sự thay đổi, chính xác là như vậy đó. Thế nhưng mà mình muốn nói cái ý thứ hai ở đây, đó là các anh chị còn đang xem live hoặc xem lại hoặc là đang ngồi cùng ở đây sáu là cái những cái người chủ nông dân rất là nhiều, chủ yếu là ông chủ nhiều hơn đấy, chủ một cái khoảnh đất làm chủ nhiều hơn, nhưng mà khi xã hội phát triển lên ấy thì là cái người làm thuê lại nhiều hơn đó. Tại sao xã hội phát triển lên là người làm thuê nhiều hơn ông chủ lại ít đi? Thế thì vấn đề ở đây là vậy, nếu ta không làm được ông chủ thì ta sẽ làm ông chủ của ông chủ. Câu này chắc cả nhà hiểu ý như hàm ý nói rồi đúng không? Tức là chúng ta vừa bao nhiêu cái những cái video đằng trước, những cái buổi live trước chia sẻ đấy. Tôi thì tôi ông Warren Buffett đấy, ông ấy có tài như ông có sáng lập ra Coca-Cola đâu. Đúng không? Đấy, thế nhưng mà ông ấy mua cái cổ phần Coca-Cola thì đấy là ông là chủ cái còn gì nữa, mình là một phần của trong đó. Ông chẳng phải làm. Ông dùng tiền của ông để làm. Thế vậy mình sẽ chắc anh chị cũng phải có cái cách nào sau khi chia sẻ xong để mọi người hiểu rằng à vậy ta có thể đang là người không phải làm chủ, ta đang đi làm công làm thuê, nhưng mà ta nhét tiền của ta vào, đúng không, vào một cái ông chủ lớn nào đó, một phần của cái người ta gọi là gì nhỉ, cổ phần cổ phiếu doanh nghiệp, chính là máu của doanh nghiệp đấy, ta bán cổ phần đi chứ là bán máu của doanh nghiệp đó, thì vì ta mua cái máu đây, ta là cơ thể sống trong đó, ta hưởng lợi từ nó. Đấy, thì ta đã thành một phần ông chủ nhỏ trong cái ông chủ lớn. Đấy, thế vậy là khi mà chúng ta không đủ điều kiện mở một doanh nghiệp lớn để thuê người khác làm việc cho mình, đúng không? Thì ta nhờ mấy cái ông giỏi kia điều hành làm giúp ta, dùng tiền của ta để nó đi làm việc, mà tiền nó làm việc làm gì biết mệt mỏi. Đó, thế còn qua video thì mọi người có thể xem lại. Thực ra đó là triết lý của sự thay đổi. Nhiều thứ bây giờ nó phải mang tính chất là gọi là gồng gánh, chứ không là nó chết lâu rồi. Mình nói thật đấy, bây giờ báo điện tử ấy, người ta đọc là chính, báo giấy đi mà báo giấy là in rất mất công, mất thời gian, mất nhiều tiền đó, là còn ô nhiễm môi trường nữa,
Thế bây giờ báo điện tử thì chúng ta chỉ cần một tí wifi thôi, tí mạng là ta có thể đọc được rồi, mà nó liên tục cập nhật. Vậy triết lý thực sự của sự thay đổi luôn luôn hiện hữu, luôn luôn tồn tại, và chỉ có sự thay đổi mới phát triển. Còn cũng như quả trứng gà thôi, nó không biến đổi dần dần bên trong thì nó sẽ là quả trứng gà ung, đơn giản vậy thôi. Huy chỉ chia sẻ như vậy, chắc chắn là chúng ta sẽ cũng học được gì ở đây, đó là triết lý của sự thay đổi. Xin cảm ơn cả nhà mình, xin nhường mic lại. À, vâng ạ, em cảm ơn sự chia sẻ của anh Huy. Có quá nhiều cái thay đã đang thay đổi, nhưng mà quan trọng là chúng ta có phát hiện ra không? Chúng ta có phát hiện ra cái xu thế mới của thế giới hay không? Và chúng ta mà phát hiện ra cái xu thế của thế giới và chúng ta đi theo cái dòng chảy đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đến cái đích của những cái người giàu. Vậy thì những cái bậc tỷ phú, triệu phú họ có cái tầm nhìn như thế nào? Thì chúng ta sẽ xem thêm xem là cái tầm nhìn của họ như thế nào, và sau đó thì chúng ta cũng xác định xem cái tầm nhìn cuộc đời của mình như thế nào sau 5 năm, 10 năm nữa, đúng không ạ? Và Đỗ Xuyên xin tổng kết một chia sẻ một chút cái tầm nhìn của các bậc tỷ phú, triệu phú ở đây. À, ví dụ như là ông Bill Gates thì ông ấy nói em gì ạ? Bí mật của sự thành công đó là tìm ra thế giới đi đến đâu và đi đến đó trước một bước. Có nghĩa là mình phải phát hiện cái xu thế của thế giới là đang đi về đâu, và chúng ta cần phải đến trước. Muốn giàu thì phải đi đầu, mà đi đầu thì đôi khi là nó cô đơn, nó đơn độc một chút, nhưng mà chúng ta chấp nhận cái sự cô đơn đó để chúng ta đạt được cái mục tiêu giàu có của mình. Hay là ông Steve Jobs thì ông cũng nói rằng gì ạ? Tôi sẽ trở đến nơi bóng băng sẽ lăn đến, không phải đến những nơi bóng băng đang lăn qua. Đấy. À, hay là ông Donald Trump bảo gì ạ? Người nghèo thì nhìn bằng con mắt địa lý. Con mắt địa lý tức là cái con mắt mà mình nhìn nó bằng cái như hiện vật ấy, nó hiện ra rõ, rất là rõ ràng cho mình ấy. Còn người giàu người ta nhìn bằng con mắt tư duy. Đấy, người ta có những cái số liệu, mình có những cái thông tin mà người ta suy luận ra để người ta nhìn thấy rằng là thế giới đang đi về đâu. Đó. Hay ông tỷ phú Lê Gia Thành bỏ ra mà muốn thu về ngay thì đó là tư duy của bạn là đi làm thêm. Nếu như chúng ta bỏ ra mà chúng ta đòi có ngay, đó là không phải là tư duy của người giàu rồi. Kỳ vọng nhận thù lao theo tháng, đó là tư duy của người làm công. Thực sự là cái này nó ngấm rất là sâu trong mỗi chúng ta, bản thân của Đỗ Xuyên cũng thế. Bản thân của Đỗ Xuyên thế, khi mà mỗi tháng mình cứ đều đều mình hàng tháng là mình lĩnh lương. Thế nhưng mà khi mà mình đi làm cái công việc tự do rồi, mà có cái tháng nó không được như mình mong muốn, là đó là cảm thấy là có gì đó bất an. Thì đấy mình mới nhìn nhận ra rằng à, hình như đâu đó mình vẫn đang mang cái tư duy của người đi làm công, và mình phải rất là luyện công để mình có thể chuyển sang cái tư duy của những cái người giàu. Kiên trì đến cuối năm hưởng thu nhập, tư duy của bạn là giám đốc doanh nghiệp. Kiên trì chờ đợi 3 đến 5 năm, tư duy của bạn là nhà đầu tư. Vậy thì chúng ta, nếu như cho chúng ta xác định chúng ta đi đầu tư thì ít nhất phải 3 năm, 5 năm hoặc thậm chí lâu hơn. Đấy. Như ông ấy là mất, ông ấy đến cả mấy chục năm như vậy cơ mà. 2003 đến 2017, 2003, 2010 Tesla mới lên sàn, và đến tầm 2020 đến đến thời điểm bây giờ, nói chung là mấy cái xu hướng có nhiều cái ở đất nước, nhiều người mới sử dụng những ô tô điện hơn. Đó diện dùng tầm nhìn cả đời để nỗ lực để thành công, đó là tư duy của bạn là chủ doanh nghiệp. Thế giới này có nhiều người dùng tư duy của một người làm thêm làm công nhưng lại mong muốn chọn kết quả của một chủ doanh nghiệp, nó là không hợp lý. Đấy, chúng ta mong muốn rằng là à, chúng ta bỏ ra nhưng chúng ta muốn thu về ngay, nhưng mà lại đòi nhiều cơ thì là không có. Đấy không phải là tư duy của không phải tư duy của những người giàu. Trên con đường nhân sinh, lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực, tầm nhìn sẽ dẫn đến kết quả. Kiên trì quyết định tất cả, có nghĩa là khi mà chúng ta đã có tầm nhìn rồi thì chúng ta phải kiên định với cái tầm nhìn đó, đó thì mới đến kết quả được. Còn nếu như chúng ta không kiên định thì chúng ta cũng không thể nào đạt được cái thành công. Còn ông Phạm Nhật Vượng ông nói rằng gì ạ? Cơ hội tốt thường không rõ ràng, và thông tin càng rõ ràng thì sản phẩm đã bán hết. Nên nhìn thấy chúng ta có một cái cơ hội nào đó mà cái thông tin nó còn chưa rõ ràng, mà có 10 cơ hội mà 9 người nhìn ra thì đó không cần phải là cơ hội nữa. Mà 10 cơ hội mà chỉ có 1 2 người nhìn ra thì đó mới chính là cơ hội cho chúng ta. Còn ông Jack Ma thì ông nói gì ạ? Ông chủ của Alibaba thì nói khi tất cả mọi người đều biết một điều gì đó thì bạn sẽ không có cơ hội. Còn khi chỉ một vài người biết, bạn tin vào điều đó, đây chính là cơ hội tiềm năng cho bạn. Đấy. Cho nên nếu như chúng ta có một cái cơ hội nào đó mà có ít người biết, mà chúng ta là những người biết, thì đấy là cơ hội của chúng ta, và chúng ta hãy tin tưởng, chúng ta
chúng ta tin tưởng và chúng ta theo cái tầm nhìn của mình. Vậy thì đấy là các tầm nhìn của các bậc tỷ phú, triệu phú. Vậy thì tầm nhìn của mỗi chúng ta trong cái cuộc đời này còn làm của mình là gì? Thì mình cũng cần phải xác định rõ, nếu như không mà chúng ta không có cái tầm nhìn trước trong cái cuộc đời của mình thay đổi theo cái tầm nhìn của mình thì sao? Thì chúng ta sẽ phải đối mặt với rất là nhiều những cái gọi là những cái mạo hiểm, những cái rủi ro nó tiềm ẩn nó đến với chúng ta. Cho nên là chúng ta cần phải xác định xem rằng là cái tầm nhìn trong cuộc đời của mình là gì. Thì đó sư cũng mong muốn rằng là các anh chị em mình ở đây mình chia sẻ một chút cái tầm nhìn trong cái cuộc đời của mình 5 năm, 10 năm hoặc là thậm chí lâu hơn của mình là gì, đúng không ạ? Đó sư rất là mong muốn lắng nghe cái sự chia sẻ đầu tiên là của em Hồng Sinh. Em Hồng Sinh có thể là chia sẻ một chút cái tầm nhìn của mình, cái cuộc đời của mình sau mình đã nhìn thấy tầm nhìn của triệu phú, tỷ phú là như vậy rồi, cái tầm nhìn cuộc đời của mình là gì? Đó, mời em Hồng Sinh. Vâng, cảm ơn chị Xuyên đã ưu ái cho Hồng Sinh được giao lưu trước đúng không ạ? Thực sự mà nói là khi mà được hiểu về những cái tầm nhìn của các triệu phú và đọc những cuốn sách thì Hồng Sinh thấy rằng là cái việc sở hữu cổ phần doanh nghiệp ấy, trước 20O đấy là một trong những cái bí mật của giới siêu giàu. Vậy nên là Hồng Sinh có một cái tầm nhìn rằng Hồng Sinh cũng đã và đang đi nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp trước IPO. Và 5 năm tới, 10 năm tới khi doanh nghiệp ý thành công thì chắc chắn mình cũng đã chạm tay tới sự giàu có và cũng trở thành những triệu phú trong tương lai. Đó, và khi mình đã trở thành những triệu phú rồi thì mình sẽ có những cái kế hoạch riêng cho mình. Bởi vì thực sự mà nói rằng mình rất khao khát thành công các anh chị. Khao khát rất lớn, khao khát thành công giàu có. Và lúc nào cũng tâm niệm rằng nếu như trong cuộc đời của mình không thành công giàu có thì mình không giúp được bản thân mình thì cũng không thể giúp được ai cả. Vậy nên là mình cần phải thành công sớm về mặt tài chính. Khi mình thành công về mặt tài chính thì tất cả mọi thứ nó sẽ thành công. Nó vậy nên là cái điều mà chị sẽ hỏi là cái tầm nhìn trong tương lai các anh chị cũng biết rồi, vừa qua những cái câu chuyện mà chị em cũng đã chia sẻ rất là nhiều, đặc biệt về cái thế giới hiện nay đang là những cái vấn nạn gì đúng không ạ? Ví dụ như là ô tô hiện nay đang là ô tô điện đang dần dần thay thế động cơ đốt trong, và trong tương lai mình cũng sẽ dần hướng tới những cái công nghệ về sử dụng về những cái động cơ về về những cái xe điện đó, và nắm giữ cho mình thật nhiều triệu cổ phần của những cái doanh nghiệp họ đang còn trong trứng nước, và rất nhiều người ngoài kia họ còn đang không tin, họ vẫn đang còn nghĩ là một cái bánh vẽ, một cái lừa đảo hay một sự điên rồ nào đấy. Như em Hiên Hiên lúc đầu giờ em có nói rằng là các bạn của em đang bảo là ảo vừa thôi xuống đi. Thì khi mà chị Xuyên cũng vừa chia sẻ với anh chị là một cơ hội mà 10 người, 10 cơ hội nhưng chỉ có một người nhìn thấy thì đấy là cơ hội của mình. Còn nếu mà cơ hội mà đi ra ngoài kia các anh chị hỏi ai, ai cũng biết đến, à cái này nó tôi biết rồi, cái này nó chuẩn bị, nó thành công chứ chuẩn bị IPO hoặc là nó đã sắp thành công rồi hay như thế nào đấy, 10 người mà 9 người biết thì đấy nó không còn cơ hội của mình. Cơ hội thì nó thường không rõ ràng, mà rõ ràng quá thì nó không còn là cơ hội nữa đúng không ạ? Thì đấy là một trong những cái kế hoạch và cái mong muốn của học sinh trong thời gian tới. Thì rất là cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Xin mời cái tầm nhìn và của 5 năm nữa, 10 năm nữa của những anh chị tiếp theo. Xin mời tầm nhìn của em xinh gái Hiên Hiên chia sẻ với anh chị em. Em biết ơn chị Hồng Sinh. Tất nhiên là chị Hồng Sinh là biết đến mục tiêu của em Hiên Hiên rồi đúng không ạ? Không ai ở trong số anh chị em chúng ta đều là sinh ra là con nhà nghèo. Thế cho nên là ngày hôm nay chúng ta mấy chị em đang đọc cùng một quyển sách, đang cùng một cái tư duy, đang cùng một cái tầm nhìn thì ai cũng muốn trở nên mình giàu có, nhưng mà có rất là nhiều các anh các chị thì muốn giàu có ngay và giàu có luôn. Đi đánh một con đề muốn là có 6:30 có kết quả, nhưng mà em tin chắc là nếu như chúng ta có kết quả nhanh vội như thế thì chúng ta chỉ là nhặt những cái đồng tiền lẻ của xã hội này thôi đúng không anh chị? Thì nếu như mà chúng ta muốn trở nên giàu có và muốn trở nên khác biệt thì chắc chắn là chúng ta phải mất thời gian rèn luyện ít nhất là cái đầu của chúng ta 3 đời, ví dụ như nhà em Hiên Hiên đúng không ạ, bố em Hiên Hiên, ông nội cụ em Hiên Hiên, đến đời Hiên Hiên thì đến đời thứ tư,
Thì đến ngày hôm nay Hiên mới thấy là thế giới siêu giàu người ta giàu từ đâu. Và em nhìn thấy là tất cả những người giàu trên thế giới này họ đều có rèn luyện bản thân họ là thay đổi cái trí tuệ của họ. Và thay đổi cái trí tuệ của họ sau đó thì thay đổi cái tầm nhìn của họ. Tầm nhìn của họ không có ai làm nhưng mà chỉ có một mình họ làm. Và không có ai có, chỉ có một mình họ có. Và thứ họ có ở cái xã hội này, họ nhìn thấy là xã hội này tới đây và 3 đến 5 năm nữa và 10, 10 năm nữa xã hội sẽ rất là cần cái thứ gì đó thì họ đi tìm cái thứ đấy thì chúng ta mới thay đổi được anh chị ạ. Và chúng ta chỉ cần thắng một cơ hội đủ lớn thì cuộc đời chúng ta sẽ thắng cả ba bốn đời sau. Nhưng mà các ông các bà chúng ta toàn là làm những cái việc mà toàn xã hội này họ đang tranh chấp để làm, đúng không ạ? Thì bố mẹ chúng ta cũng đang đi tranh giành để làm cùng. Bởi vì kinh tế họ làm được thì bố mẹ chúng ta làm theo họ, đúng không ạ? Ví dụ như nhà em Hiên, bố mẹ em Hiên rất là khó khăn để làm nông nghiệp, ví dụ như thế. Nhìn thấy ông hàng xóm làm tốt thế, đúng không ạ? Ngày mai ông bố cũng đi tìm cái giống đấy để làm. Đúng như thế như ông hàng xóm. Nhưng mà khi chúng ta làm xong rồi thì người làm trước họ đã ăn hết những cái họ đã bán được giá những cái thứ mà người ta làm xong rồi. Sau đó mình mới đi làm theo họ, mình mới đi follow theo họ. Thì làm sao mà mình trở thành người giàu có được anh chị, đúng không? Bởi vì cái đắt giá nhất là họ đã làm xong rồi, bắt đầu mình mới đi lạch cạch đi làm sau. Và nếu như mà muốn trở nên giàu có, cả xã hội này chưa nhìn thấy và mình phải đi làm trước thì mình mới thay đổi. Và xã hội mà ầm ầm làm thì mình phải nghỉ ngay thì mình mới là người chiến thắng. Về em, vì sao em lại có một bài học như thế? Bài học đắt giá nhất cuộc đời em là thứ em làm trước đây, là ví dụ như là Covid-19 xảy ra, chưa ai làm cẩu trang, em đi làm cẩu trang. Sau đó thì em thấy là đang bán cẩu trang thì tất nhiên là mình phải đi làm cái thứ mà làm ra cái thứ cẩu trang. Em đi làm vải, chưa có ai làm hết, cả toàn dân toàn xã hội này chưa có ai làm, đang tìm cái món hàng đấy, là em đã làm trước. Em làm trước lẽ ra em phải làm ngay từ đầu, sau đó em đến giữa chừng là em phải bỏ đi, đúng không ạ? Bởi vì toàn xã hội đấy làm hết rồi, em vẫn cứ cố và làm, ôm đến tận cùng, thế thì người chết là vẫn là mình đấy. Thế cho nên là cái bài học của em là đắt giá nhất là em trả bằng tiền mặt. Thế cho nên là thứ mà xã hội này toàn dân, đúng không? Người người nhìn thấy, nhà nhà nhìn thấy, ai cũng có trong tay, thì cái cơ hội đấy chúng ta làm chắc chắn là chúng ta sẽ thua. Bởi vì mình là người đi đi sau, đúng không ạ? Uống nước đục, đúng không ạ? Người chắc chắn là người đi trước thì chắc chắn là sẽ tội làm tốt hơn. Thế cho nên là em chắc chắn là trong 3 đến 5 năm tới em sẽ không phải là ngày hiên hiên của ngày hôm nay. Em rất tự tin về điều đấy. Bởi vì sao ạ? Em nắm rất là nhiều thứ cái xã hội này đang cần, nhưng mà rất nhiều người đang không tin. Bởi vì ai tin thì tin, chẳng tin thì thôi, mỗi mình em tin là được. Ví dụ là như thế. Và rất tự tin vì những cái thứ là mình có trong tay ngày hôm nay chắc chắn một điều, đúng không ạ? Và cái xã hội này sẽ cần, bởi vì thứ em đang cầm trong tay, em tin chắc là mỗi một người em đẻ ra một người con, con em lập gia đình đẻ ra hai đứa cháu, hai đứa cháu em sau này lập gia đình sẽ đẻ ra bốn đứa chất, đúng không ạ? Thế thì xã hội này càng ngày càng đông, và em đang nắm giữ một cái thứ mà xã hội này đang rất cần nó. Người người thì càng đông, đất thì càng chặt, đúng không anh chị? Và thứ đấy không phải bất động sản, bất động thì nó là động ở đấy thôi, đúng không cả nhà? Nhưng mà thứ mà di chuyển cả cái xã hội này thì chắc chắn là anh chị đoán xem là cái thứ gì, đúng không? Có những anh chị thì là bạn em thì đã nghe thấy và đã nhìn thấy nhưng mà không dám tin, bởi vì sao? Nhìn thấy nhưng mà vẫn không dám tin vì vì nó ở nước ngoài, đợi đến về Việt Nam đã, sau đó là mày cứ thắng đi, xong là tao sẽ xin lỗi anh chị nhé. Hiên đã thắng rồi thì cơ hội đấy không bao giờ đến anh chị. Anh chị chỉ có đi đi làm một cái công ty thôi. Thật đấy, em nói thật, nói câu này hơi quá đáng nhưng mà thực chất là nó như thế anh chị ạ. Bởi vì cái thứ mà họ mà thấy, mình là nhìn thấy thì mình mới gọi là làm mới là sướng.
làm mới thích đúng không ạ, làm mới cảm xúc đúng không anh chị. Nhưng mà cái xã hội này nó hiện hữu ra rồi thì bắt đầu cái là đẹp, bắt đầu mình mới tìm, mình nhìn thấy họ làm thắng rồi, mình nhìn thấy họ bắt đầu mình đi làm thì chắc chắn là cơ hội đấy sẽ không bao giờ là làm cho chúng ta thay đổi nữa. Em có một cái câu nói, em xin em chia sẻ cho cả nhà nghe, sau đó em xin kết thúc phải chia sẻ em, tại vì em rất tự tin về một điều là em sẽ thay đổi trong 3 năm đến 5 năm và năm tới thì em sẽ thay đổi đúng không ạ? Bởi vì có niềm tin chiến thắng 80% rồi. Còn hôm nay chúng ta nghèo chưa nói làm gì, bởi vì ngày hôm nay chúng ta đang học thì chúng ta là nghèo là chuyện bình thường thôi, bởi vì bố mẹ chúng ta đang dạy chúng ta cái tư duy là làm công ăn, nên là ngày hôm nay em Hiên mới bắt đầu mới đi học tỷ phú và triệu phú thì đang trên đi đến xem là các tỷ phú và triệu phú họ đang đang cái gì, rồi em Hiên đang đi theo nắm giữ cái đó, thì hôm nay Hiên đang nghèo là chuyện quá là bình thường đúng không cả nhà. Em thấy có một cái câu nói như thế này: đưa ra chỉ dẫn rõ ràng, một người có mục đích rõ ràng sẽ đạt được sự tiến bộ ngay cả trên con cập kênh nhất đấy. Cho nên là con đường em Hiên ngày hôm nay sau em đang đi rất là gập ghềnh, rất nhiều, có những người các chị nói là có cả là có những chị nói là sáu con điên đang lên trên này nói cái gì làm nhảm đấy đúng không? Có thể là có những anh chị nói như thế, nhưng mà em tin chắc điều là nếu anh chị nào mà thật sự là khao khát để thay đổi cuộc đời mình, ngày hôm nào cũng lên nghe cái buổi giúp vào sáu anh chị em thì sẽ nghe được mới từ khi nào đó giúp chúng ta thay đổi cuộc đời đúng không ạ? Không có đương nhiên là sáu anh chị tự nhiên là ngồi cái này để chia sẻ không có mục đích, chắc là phải có mục đích đúng không ạ, phải có nguyên nhân ở trong đó thì ta mới bỏ công bỏ việc lên trên này để... đó thì em là rất là biết ơn các anh các chị đã nghe em kể, và em mong sao là anh chị hãy cố gắng hôm nào cũng nghe sau em chia sẻ, chắc chắn là sẽ có một nói nào đó để giúp chúng ta thay đổi cuộc đời này. Em xin kết thúc ạ. Cảm ơn sự chia sẻ của em Hiên. Đấy. Ở đây là có tới ba anh chị đang mong muốn để chia sẻ nữa. Thì đầu tiên mời đàn Dung trước nào. Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của tất cả anh chị. Thì thật sự là nghe chị Hiên chia sẻ, mình phải giơ tay nhanh lên không sao mất lượt. À, em cũng muốn chia sẻ một chút, đó là về cái bảng tầm nhìn của mình. Sau 6 ngày vừa rồi, đấy là mình sâu chuỗi lại tất cả những cái thời gian mình học tập đấy. Thì vừa rồi là thật sự là em đã bắt đầu sâu chuỗi lại được cái tầm nhìn của mình ở đây. Mình phải định vị mình là trở thành một nhà đầu tư. Giống như là cái tầm nhìn mà giống như là vừa nãy chị Xuyên có sau chữ ra là nếu như mà muốn ăn ngay thì nó chỉ là một người làm nông dân, muốn muốn sáng gieo thì chiều gặt đấy. Đây là mình phải định vị mình trở thành một nhà đầu tư, sau 3 đến 5 năm chúng ta sẽ giải phóng được sức lao động nhờ vào cái việc đó là bỏ những đồng vốn của mình mang đi đầu tư, bắt tiền làm việc thay cho mình. Và ở đây rằng nếu như mà mình thì thật sự là bản thân em ấy, em nhìn thấy được rằng là mình không có tầm nhìn thì mình đi mượn tầm nhìn của người khác. Giống như câu chuyện mà chị Hiên ban đầu có chia sẻ là chị Hiên có sang đất nước Dubai nhìn thấy một đất nước xa hoa và giàu có. Vậy mình không biết được là trên thế giới này là họ sẽ phát triển như thế nào, thì em được biết rằng ở Dubai nó có một cái bảo tàng tương lai ấy. Trong khi tất cả các quốc gia trên thế giới nó có bảo tàng lịch sử, nhưng riêng ở Dubai có một bảo tàng tương lai. Vậy thì mình hãy nhìn xem ở Dubai có những cái sản phẩm gì, thì mình hãy đó là gì theo gót chân của những người mà họ có cái tầm nhìn đi trước thời đại như vậy, thì mình hãy đó là nắm bắt đó là những cái sản phẩm mà trong tương lai họ sẽ chiếm lĩnh cái thị trường như vậy. Thì ở đây là em thấy được rằng là các triệu phú, tỷ phú ở trên thế giới họ là những người 90% đều nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp, thì mình cũng đi theo gót chân của những triệu phú và tỷ phú. Bởi vì để nói rằng là nếu chúng ta mà có tầm nhìn để thay đổi được cuộc đời của mình thì rất là ít, phải nói là như thế, và rất nhiều người phải thay đổi theo cái sự biến cố. Và khi mà mình đã nhìn thấy được tầm nhìn của triệu phú, tỷ phú là họ nắm giữ cổ phần doanh nghiệp rồi, thì mình chỉ đi nắm giữ cổ phần doanh nghiệp mà thôi. Và nắm giữ cổ phần doanh nghiệp như thế nào thì trong những cái buổi trước cũng đã chia sẻ rất rõ, đó là phải nắm giữ về sở hữu cổ phần của doanh nghiệp trước IPO.
đó là một trong những cái tầm nhìn tương lai mới của mình. Mình phải đi tìm cho mình một cái doanh nghiệp, một cái đơn vị để mà mình, một doanh nghiệp sẽ tương lai sẽ chiếm lĩnh thị trường và đầu tư vào những doanh nghiệp sẽ thành công chứ không phải là những doanh nghiệp đã thành công. Đấy là một trong những cái chia sẻ của em. Và em xin gửi lại mic cho chị Dịu. Thì chị Dịu cũng đã giơ tay rất là nhanh chóng đúng không ạ? Vâng, cảm ơn tất cả nhà mình đã lắng nghe. Tôi biết ơn học sinh đã tiếp nối thì chị chia sẻ phần cái mục tiêu, cái tầm nhìn của mình với câu hỏi của Đỗ Xuyên. Thế thì theo suốt 6 cái buổi mà chị em mình đã cùng theo cái hành trình kiến tạo tương lai, Dịu cũng đã nhìn thấy được là mình cần phải xác định cho mình là một cái mục tiêu, một cái con đường mới, chứ không thể là mình muốn một cái kết quả tốt nhưng mình vẫn cứ cái công cụ cũ thì nó không thể đạt được kết quả được. Và Dịu thấy rằng là mình muốn thay đổi được thì mình phải hướng đến trong cái kim tứ đồ của ngài Robert Kiyosaki là mình phải hướng đến cái góc đầu tư, chứ còn nếu như cứ mãi ở cái góc mà làm công ăn lương hay là đi làm thuê thì không thể có được kết quả như mong muốn. Và đúng là phải học tập những cái người thành công, học tập những cái nước phát triển đúng không ạ? Như câu chuyện và cái tầm nhìn của em Hiên Hiên, của Đoàn Dung. Thế rồi cũng rất may mắn là Dịu cũng đã cùng với lại Xuyên, cùng Đỗ Xuyên và Hiên Hiên và rất nhiều những cái anh chị em khác đã từng đặt chân đến Dubai vào cái ngày đầu của những ngày đầu tháng 4, và chúng ta được đến một cái đất nước mà có rất nhiều cái thứ nhất trên thế giới. Mình học tập ở đó rất nhiều. Và ở đây thì chốt lại là mình cần phải dịch chuyển. Đấy, cái câu dịch chuyển ở trong cái câu chuyện trước, từ video trước, thì mình cần phải dịch chuyển sang các thứ tư và phải biết đến cái lĩnh vực đầu tư. Đó là cái bí quyết của giới siêu giàu. Mình học tập những người giàu có mà. Cho nên là nếu như các cô chú anh chị hôm nay theo dõi cái buổi live hôm nay, thấy rằng những câu chuyện của Hiên Hiên thì bảo là ồ hãy xuống đi đừng có ảo tưởng, nhưng không hề ảo tưởng, bởi vì con người ta hơn nhau ở tầm nhìn. Chúng ta nhìn cái tầm nhìn nó khác tầm mắt. Nhìn bằng mắt thịt thì không thể rõ được, mà chúng ta phải có được cái tầm nhìn xa trông rộng, nhìn cái xu hướng, đi đúng cái mình phải đầu tư vào cái gì nó đi đúng cái xu hướng của xã hội, của thế giới đúng không ạ? Đấy, thế giới này có rất nhiều vấn đề, và nếu anh giải quyết được một vấn đề thì chắc chắn anh thắng. Và trong cái xu hướng và cái mục tiêu của Dịu là cũng hướng đến những cái điều đó, và chắc chắn là tất cả các anh chị em trong đây cũng đều có một cái hướng đi chung như vậy. Thì Dịu trước khi dừng lời cũng rất là biết ơn Đỗ Xuyên, tất cả các cô chú anh chị em theo dõi buổi live, và anh chị em trong cái hành trình kiến tạo tương lai đã lắng nghe và cùng cộng hưởng năng lượng. Xin hết ạ. À, cảm ơn sự chia sẻ của chị. À, em mời anh Huy ạ. Nay mình lại nhắc lại là trên cái phần chia sẻ Facebook của mình ghi là tầm nhìn, thì tự nhiên là Huy sực nhớ cái câu này, mọi người nghe chia sẻ nó hơi căng căng căng, nhưng mà hành trình kiến tạo, hành trình nó phải từ từ đúng không? Thì Huy lại nhớ một câu là ngày xưa học ấy, đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo đấy. Thế ngày về học cái câu rồi vẫn nhớ. Thế thì nói như thế nó đúng, là bây giờ mình ngẫm lại cái cuộc đời cũng đúng, mình đứng ở độ cao nào thì mình sẽ nhìn ở độ cao thấp hơn như thế đấy. Thế và người có một câu triết lý đúng rồi, bạn muốn leo lên một ngọn núi cao hơn thì đương nhiên bạn phải xuống chân của cái ngọn núi đấy, bạn không thể bay từ bên kia bên sang được. Nhưng ở đây ấy, nếu mà chúng ta không bay được thì ta dùng máy bay đúng không? Bây giờ ta đi máy bay, ta không bay được cánh để bay sang Mỹ thì ta dùng máy bay. Thế bay bằng cách nào thì chúng ta đã có cách qua buổi trước nói cái kim tứ đồ đúng không? Đấy, ta vẫn là người đi dùng đang kiếm tiền F1 như Huy đây, quánh chéo một phát sang góc thứ tư đúng không? Đấy là bay. Ta đang ở góc thứ hai, làm chủ tư hôm nay buôn bán thuốc lãi được bao nhiêu này, chi tiêu tiết kiệm chia nhỏ ra còn 10% đâu đó đúng không? Làm bất kỳ việc gì trong chủ tư, kể cả ông chủ phòng khám kia thì bắt tiền làm việc cho mình chứ, cho sang góc thứ tư đúng không? Thế còn cái ông mà ông ở góc thứ ba ấy, là cái ông chủ doanh nghiệp thì ông thả xuống góc thứ tư là bình thường, với ông đấy nhiều tiền mà đúng không? Thế thì cái lối tắt ở đây là ta dù bằng cách nào ta cũng phải tìm đến góc kim tứ đồ thứ tư đấy. Thì cái đấy nhất là tầm nhìn. Thế còn một cái nữa mà Huy đang để trước cái cuốn sách của mình vừa đọc xong là tại sao chúng tôi muốn bạn giàu, giữa tỷ phú Donald Trump và tỷ phú Robert Kiyosaki.
Tại sao chúng nó muốn bạn giàu? Tôi nhớ mãi như thế này. Cái thế hệ của chúng ta, tất cả các anh chị em ở đây này, 7X và 8X ấy, 9X thì nó còn chưa nói đến nhé. Thì người ta gọi là thế hệ bùng nổ dân số. Đấy. Tại sao gọi là thế hệ bùng nổ dân số? Bởi vì là trước kia còn chiến tranh, sau những cái năm 70 mấy cái hòa bình đấy, 75 ấy, thì tức là ra những cái thời điểm từ những cái người mà sinh ra 7 như Huy ấy, với 8X là mỗi cái gia đình ấy, là thường ít thì là ba đứa. Thế ví dụ như hỏi thăm nhau các cụ bảy, thế các ông bà ấy, các tuổi ông bà nhà mình ấy, hỏi thế là ông bà được mấy cháu, bảo ui rồi tôi ít ỏi lắm được có năm cháu. Đúng thật. Thế còn nhà ra năm bảy anh chị em là nhiều. Vậy thế hệ này đang là thế hệ đi làm việc, đang Đang là là thế thế hệ đã kiến kiến tạo tạo nên nên của của cải cải tài tài sản sản cho cho xã xã hội. hội. Thế thì Thế thì sau sau này này cái cái thế thế hệ hệ này này như Huy ấy, thế hệ đầu 7, đầu 8, 7, 8X về hưu, thì bây giờ như là như bản thân Huy và các anh chị em ở đây thông thường là sinh có hai con rồi. Thế đến lúc mà dân số của mình, cái cái thế hệ thế của bọn bọn mình mình về về hưu, hưu thì cái kế cận ấy, sẽ là nó cái lượng lực lượng lao động ít ít đi. đi. Chính Chính vì vì thế mới thế mới nhớ nhớ là là thủ tướng nhà mình á, Nguyễn Xuân Phúc trước ấy, ông bảo phải làm sao để duy trì mức sinh ấy, tức là chống già hóa dân số. Thì chúng ta nhìn sang loanh quanh chúng ta, một số nước châu Âu và ngay châu Á chúng ta là bị già hóa dân số. Vì vậy cái quỹ mà an sinh xã hội nó bị ảnh hưởng đấy. Thế là mình biết, à mình biết là mai sau nếu mà mình sống đến 100 tuổi ấy, thì liệu cái quỹ lương ấy có đảm bảo cho mình sống không. Thì đấy là một cái tầm nhìn. Thì Huynh nhìn thấy mà học được kim tứ đồ rồi, học được các tiêu chí rồi, để làm sao mình mà cũng đã từng vấp ngã rất nhiều rồi, làm sao để cho mình bắn pha nào thì nó phải trúng đấy, bắn đúng và bắn trúng. Thì đấy là vậy, là tầm nhìn là phải nhìn ra góc số 4 và tìm hiểu xem là như hôm nay biết ơn Đỗ Xuyên đã chia sẻ những thông tin như là những câu nói của Jack Ma, Phạm Trần Vượng hoặc ông Bill Gates vân vân đó, qua những video đó, qua video về sự thay đổi đó. À, thế mình học để làm cái gì? Học để mình hành, vậy tìm xem cái đúng chỗ nào và trúng chỗ nào đó, cứ áp những cái lý thuyết của người giờ vào mình thực hiện. Thế là ok, tầm nhìn trong tương lai 5 năm, 3 năm, 7 năm nữa, hoặc mai kia về già là không lo nhiều về vấn đề, không phải lo về tài chính nữa, tạo ra có dòng tiền rồi. Đúng không? Thì đấy là dòng tiền. À đấy là cái tầm nhìn của Huy là như vậy. Vậy mục đích của Huy là gì? Không, mình ấy, nếu như là mình mà đỡ một phần nào cho xã hội, cái với với bản thân mình ấy, thì xã hội đỡ gánh nặng, tức là đỡ đỡ đấy, nói nhiều ấy, nói ngược là đỡ nặng gánh, đúng không? Nhưng mai sau mình đến cái tuổi nghỉ hưu rồi mà mình không phải lo nhiều quá nữa, mà mình còn giúp đỡ được người khác, và đây chính là hành trình kiến tạo tương lai. Thì cứ mong muốn những anh em, bạn bè, đồng nghiệp, những vân vân, những người ngoài kia, những người bạn đã biết đến những thông tin này, thì chúng ta nghiêm túc tìm hiểu để chúng ta có một cái tầm nhìn cho chính cái cuộc đời của chúng ta. Đấy chính là cái mục tiêu mà cái hành trình này mình cũng đang đi tiếp. Xin gửi lại mic cho Đô Xuyên. Xin cảm ơn. Vâng ạ, à, chuyển luôn mic cho Hồng Sinh. Hồng Sinh có chia sẻ gì nữa không? Hồng Sinh cũng xin phép chia sẻ một cái câu này nữa thôi, vì cũng thấy buổi live cũng khá là dài, còn phần tầm nhìn của chị Đỗ Xuyên một cái tầm nhìn nó còn lớn hơn cả như vậy, đúng không ạ? Hồng Sinh biết được cái câu nói của ông George Kiyosaki nói gì ạ? Nếu biết dòng tiền của thế giới đang chảy về đâu, việc của bạn là hãy đến đó một bước, đúng không ạ? Hãy đến đó và đi theo nó thì bạn sẽ trở nên giàu có. Và thêm một câu nữa đó là gì ạ? Chân lý thì thuộc về đám đông, nhưng mà thành công thì lại thuộc về số ít. Rất ít người dám tin và có cái tầm nhìn như vậy và để giúp họ trở nên giàu có. Vậy là việc của các anh chị là nếu như muốn thay đổi cuộc sống của mình, muốn có một trong tương lai có một cái cuộc sống gọi là đột phá và theo như cách của những người giàu, của những triệu phú, tỷ phú đô la, thì chúng ta cần phải có cái tư duy và có cái cách làm giống như họ. Thì có một cái điều nhắn nhủ cho tất cả các anh chị như vậy thôi. Rồi cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Cảm ơn sự chia sẻ của đàn Dung và tất cả các anh chị em. Thì ở đây thì vấn đề đó là gì? Tầm nhìn chúng ta đang học theo cái tầm nhìn của các tỷ phú, triệu phú, để từ đó mà chúng ta áp dụng sang cái tầm nhìn cuộc đời của mình. Và mỗi người thì đều có một cái tầm nhìn riêng. Nhưng mà nếu như mà bản thân của chúng ta không có cái tầm nhìn xa trông rộng một chút, thì chúng ta sẽ bị hạn hẹp và chúng ta sẽ không có cái sự bứt phá được. Nhưng mà nếu như mà chúng ta mở rộng cái tầm nhìn, thì chúng ta sẽ đón nhận được những cái cơ hội rất là lớn. Và như em Hiên Hiên nãy nói rằng là gì, không cần những cái đồng tiền lẻ trước mắt mà cần là cả cục tiền to ở trong tương lai. Đôi khi là chúng ta phải hy sinh hiện tại một chút để chúng ta có thể thắng lớn ở trong tương lai. Và bản thân của Đỗ Xuyên ở đây thì cũng rất là mong muốn, cũng khát khao rằng là
5 năm nữa, 10 năm nữa cũng giống như em Hiên, mình không phải là cái con người như mình bây giờ, mà mình phải là một cái con người nó rất là khác, một cái con người nó giàu về trí tuệ, một cái con người mà nó phải phải chuyển hóa được cái tư duy của người nghèo, của người trung lưu. Mình sở hữu được cái tư duy của người giàu, mình sở hữu được cái tư duy của tỷ phú và triệu phú. Và khi mà mình sở hữu được tư duy và tỷ phú và triệu phú thì đương nhiên là mình sẽ đón nhận những cái cơ hội rất là lớn. Và thì có thể rằng là 5 năm nữa, 10 năm nữa mình đã có cái tư duy của tỷ phú triệu phú, và mình đang nắm trong tay cái cơ hội của tỷ phú triệu phú, thì chắc chắn rằng là 5 năm nữa, 10 năm nữa mình bước chân vào tầng lớp giới siêu giàu, mình bước chân vào, mình đạt được cái tự do tài chính và tự do thời gian. Đến lúc đó lên một cái tầm cao mới thì mình lại nghiên cứu tìm hiểu xem những cái bậc tỷ phú triệu phú họ lại làm gì, họ mình lại gây dựng những cái thành công lớn hơn trong cuộc đời. Bản thân Đỗ Xuyên luôn luôn nghĩ rằng là mình đến với thế gian này trong một cái bài mà chiếc bình của cuộc sống, nó rất là hay và nó rất là ý nghĩa. Thực sự rằng nếu như mà chúng ta tiêu tốn bao nhiêu thời gian rồi, nhưng mà chúng ta đã làm được gì trong cuộc đời này, mình đến với thế gian này mình làm gì trong cuộc đời này, có phải là mình chỉ sống cho con ngày chờ cho con đời hay không, có phải là mình chỉ làm những cái việc tầm thường hay là mình phải làm những cái việc lớn lao. Nếu như mình mà xác định phải làm những cái việc lớn lao thì cái tầm nhìn của mình phải khác, và những cái hành động, những cái suy nghĩ của mình phải khác, và mình phải định vị bản thân của mình phải trở thành con người như thế nào đó. Và rất là cảm ơn nếu như mà ai đó mà theo một cái mạch và hiểu ra được cái ý đồ và hiểu được cái mạch tư duy này thì sẽ thay đổi cuộc đời của mình, sẽ không bao giờ chấp nhận rằng là mình đi theo cái con đường mà là ngày trước là mình vẫn đi, bởi vì cái con đường cũ mà mình đi nó không giúp cho mình đạt được cái điều mà mình mong muốn. Nếu như mình đi cái con đường mà không đạt cho mình điều mà mình mong muốn thì mình phải thay đổi, mình phải có cái con đường mới để mình đạt được cái đích mới, đạt được những cái thành quả lớn lao trong cuộc đời của mình. Và chắc chắn rằng là nếu như mà ai đó mà theo dõi mà hiểu ra thì cái mục tiêu cuộc đời nó sẽ khác. À, mục tiêu cuộc đời nó sẽ khác rất là nhiều, và mình sẽ có một cái niềm tin từ chính bên trong của mình để mình tìm ra con đường cho chính cuộc đời của mình một cách rất là ý nghĩa. Và một lần nữa thì Đỗ xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi livestream của 6 anh chị em của chúng tôi, và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở buổi live sau. Và chắc chắn đi theo hành trình của chúng tôi thì quý cô chú anh chị sẽ tìm cho mình một cái đích, tìm cho mình một cái mạch tiền, mà không chỉ là mạch tiền đâu mà rất là nhiều cái tư duy giá trị. Người ta bảo giàu không phải chỉ giàu về tiền, mà giàu về tâm hồn, giàu về tư duy, giàu về giá trị, giàu về mối quan hệ, và giàu rất là nhiều thứ khác nữa. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã lắng nghe, và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào buổi live lần sau. Cảm ơn cả nhà.